Tức tạo ra tài khoản vương giả. Từ 1915 lý phố bộ nằm dưới phần mô tả nhé. Câu khiến tôi rất thất vọng. Tiêu Lư Tử à, em đã thắng rồi. Lên sách đề ca em thắng rồi sao? Nhưng mà đồng cuối cùng đã được anh vào hội trưởng thiên thù. Có những lúc thắng thua không chỉ là do kết quả đã quyết định, mà là gần như đã dùng sức mạnh thực sự mà lại cho ra kết quả như vậy. Với tư cách là tôi là chủ chốt của công hội đệ nhất thiên thu diệu thế, cậu đã thua triệt để. Xin hội trưởng đại nhân à, anh làm ơn đừng có phạt tôi nha. Hả, lại thế nữa rồi. Mì Đường à, cậu lấy giấy tờ bài nhận sai trong vòng một nốt nhạc á. Hai người đừng có đứng đó mà không chịu nữa. Phó bản phòng vườn trước đó tôi còn chưa có thời gian tính số với hai người đấy. Phó bản phòng vườn, với cách trận đỏ sức lần này, biểu hiện của ba người thực sự là quá tệ. À, xin lỗi mà. Đúng là không thích chút nào. Cái cảm giác thua. Không ngờ chỉ mới có một tuần mà tôi xí chút nữa là không nhận ra cậu rồi đấy, Tiêu Lô Tử à. Quỳ các bạn tôi luôn rồi. Nếu không thì nhưng có thể đỡ được đòn của Mỹ Đường, con có thể đánh trả được cậu ấy. Hai chiều đó lợi hại quá. Vậy rốt cuộc thì trong tuần qua cậu đã trải qua những gì? À, anh nói sao ấy nhờ? Tôi đã vượt qua bài thử thách, nhận được một chút phần thưởng và lĩnh ngộ ra vài điều. Nói ra thì dài dòng lắm. À, hội trưởng Lan Sách, trận đấu sức đã kết thúc rồi, chúng tôi đi trước nhé. Hôm nay rất vui, tôi có cơ hội chứng kiến sức mạnh của thành viên công hội các cậu. Công hội Trần Miễu sau khi đổi tên được mọi người ca ngợi hết lời, quá thật là danh bất hư truyền. Hy vọng trận quan sát nho nhỏ này hôm nay sẽ không được ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai công hội. Ở tất nhiên rồi. Vậy thì tốt. Nè Tông Liệt Tử, hẹn cậu lần sau bị cà, không bị ai làm phiền nha. Được, lần sau nhất định sẽ đấu với anh một trận ra trò. Nè, hai người đằng sau vẫn còn muốn tiền qua tiền không? Tôi đang có kế hoạch đi lấy một quả thơm đấy. Các cậu có muốn đi cùng không? Chuyện ở phố bán lần trước tôi vẫn chưa tính số với hai người đấy. À, Lần Sách à, em vẫn còn ghim đấy sao? Chị không cho phép. Em cứ canh cánh mãi trong lầu đồi nhà. Nè, đừng có dở trò mới hoạt này nữa. Tôi tin hội trường Lần Sách chứ không phải là người tính toán thiệt hơn. Gần đây có gây ra một chuyện rắc rối cho công hội các cậu. Hy vọng cậu không hiểu lầm chúng tôi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để hiểu lẫn nhau. Hẹn gặp lại hội trưởng Lần Sách. Cái tên mà cậu cửu cái gì đó, Nguyên Tín thua rồi mà thái độ đang ghét như thế nhỉ? Con gái trông chẳng giống súng vật tí nào luôn á. Cô mới là súng vật đấy, tôi là con gái của cha. À, em còn biết cái lại á. Cô nhóc này là cô bé gái gần trước mà chủ nhân Lần Sách dắt ra nhỉ? Thế chẳng phải là đội của chúng ta đã có thêm tận hai thành viên mới ư? À, cũng còn hai sao? Tôi mà cũng tính hả? Tất nhiên rồi, ngoại hình của cậu thay đổi nên phải tính luôn. Tiêu Lư Tử à, cậu vẫn có thể biến thành khổng lồ chưa? À, đương nhiên. Mong chờ lắm đó nha. Lần Sách à, bây giờ chúng ta phải làm gì? Kiên nhẫn chờ đợi. Đợi á? Để cái gì cơ, chúng ta đến đây là để giúp cậu đoạt lấy quả tim cuối cùng mà. Tôi đã từ chối rất nhiều yêu cầu luyện cấp dùm đó nha. Cảm ơn mọi người, nhưng mà hãy kiên nhẫn đợi thêm một tí, sắp đến lúc rồi. Đến rồi. Tiếng gì thế? Lờ phiêu lờ xâm nhập thị trấn. À đúng thế, chúng ta đã tìm thử thách phiêu liều xâm nhập thị trấn. Tôi nhờ thì nà thu thập và chọn giúp thử thách phiêu liều xâm nhập thị trấn lại có bốt hoang dã thuộc tộc ác ma. Và cuối cùng đã xác định được khu vực thị trấn ở gần đây. Chúng ta còn phải canh được một tình bốt ác ma hoang dã cấp lệnh chúa. Mà bốt hoang dã đã xuất hiện ngẫu nhiên rất khó có thể canh đúng quái vật muốn tìm. Thử thách phiêu liều xâm nhập thị trấn trước đó tôi chỉ gặp được gấu thép khổng lồ cấp tên anh, mà sức tấn công lại không mạnh như là lượng máu nhiều kinh hồn. Có một nhóm người về quầy hoành đánh rất lâu thì mới tiêu diệt được nó. Hiện tại Thiên Na đã thống kê rồi, sát suất quái vật tộc ác mà xuất hiện ở khu vực này là cao nhất. Chia nhau ra tìm, xuất phát.
Bố xuất hiện ở phía đông nam, không phải là tộc Ác Ma. Bố ở phía bắc thì cũng không phải tộc Ác Ma. Ở phía tây nam cũng không phải. Cả bóng gọn khổng lồ chìm ra cũng không may mắn cho lắm. Mọi người tiếp tục ở đợi ở đây nhé. À, lần sách à, là tộc Ác Ma ở chỗ tôi đi nè. Tộc quá nào rồi, Hắc Vũ, mau sang đi. Ở chỗ nào trên bản đồ vậy? Ở phía nam, tôi sẽ chia sẻ tọa độ bản đồ rồi. Nhưng mà bước này hơi kỳ lạ nha. Kỳ lạ như thế nào? Bố không xuất hiện tại chỗ mà là bay từ trên trời xuống. Bay xuống á? Hình như đang dò tìm cái gì đó. Thế bố đó tên gì? Ở sao vậy, Lăng Sách Đại Ca? Ác Ma lung lung. Ác Ma. Cái gì? Con bộ của con Ác Ma lung lung sao? Ôi, chuyện là như thế đấy. Nếu thực sự là Ác Ma lung lung nọ, vậy thì mục tiêu của nó chính là Thiên Cục Bộ. Và tôi sẽ là kẻ thù lớn nhất của nó. Ý của cậu là Ác Ma lung lung vì muốn tìm lại con gái mà đã lang thang khắp thế giới dưới lòng đất. Những ngày qua Quỳ sao lại thế được chứ? Đó chẳng qua chỉ là thiết lập trò chơi mà thôi. À, rất có thể một nhân vật đặc biệt như là Cục Bộ. Thì chuyện này không thể để cho cậu nhóc biết được. Thế thì phải làm sao đây? Nếu chỉ có vài người chúng ta mà muốn đối phó được với thì hơi khó đấy. Tạm thời quan sát xem tình hình Tilly, theo dõi Ác Ma lồng lồng như thế nào. Bạn có một tin nhắn khẩn. Chi Thúy. Ui, khổng lồ quá. Lăng Sách à, danh trứng từ trong tay của con quái vật kinh khủng này sao? Hình dáng của nó là mẹ của Cục Bộ vừa. Là bằng học tiêu thống của thần cát. Ui, tên Ác Ma lồng lần này mạnh thật đấy. Giết cái tình bố cấp cao này thì mới có thể nhận được phần thưởng khủng. Không muốn công thần cát lần lùi từ xa đến thế giới dưới lòng đất. Không chỉ là một mình thần cát, các cậu nhìn trong con bớt này đâu. Kinh là phó hội trưởng Thiên Tiệt Ư. Cậu phải cảm ơn tụi vì đã giúp cậu dời vậy đấy. Mà hầu tiêu thốn thần cát à? Đợi trên tiêu thốn ạ, nhìn mấy cái kìa. Là thiền ngộ của thiên thu. Thiền qua đi, chứ gì hết lại phải làm nhiệm vụ rồi. Ngay cả thiền thu cũng nhìn trúng Ác Lò Ma lồng lần sao? Có tận ba đại công hội nhắm vào nó. Hơn nữa thì người đến trên giành quá nhiều. Trên ảnh chỉ thì công tác tình báo của anh tao đấy. Các công hội đều đã nhắm vào Ác Ma lồng lần. Thật sự là nó Ác Ma lồng lần. Hình dáng của nó trông còn kinh khủng hơn cả lần trước. Lần xe đạp bước tiếp theo sẽ làm gì? Với tình hình hiện tại rất khó có thể giành lấy được thành tích giết quái đầu tiên từ trong tay của ba đại công hội. Để đảm bảo an toàn hay là chúng ta tạm thời bỏ qua quá tiếp Ác Ma này? Không. Tên Ác Ma lông lưng này nhất định phải giờ tôi tận tại diệt chết. Chấm dứt hoàn toàn chuyện này. Tôi có một kế hoạch. Mọi người hãy nghe theo tôi để sắp xếp. Chị Thùy à, anh có thể đem theo đủ thuốc thần thánh không? Đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể lập tức cung cấp ngay cho cậu. Mọi người à, chia nhau ra dụng, không cần phải đưa theo cho tôi. Tôi sẽ không tham gia giai đoạn đầu của trận chiến. Nhiệm vụ giảm lượng máu của ác ma lồng lồng chỉ giao cho mọi người. Lần này chúng ta sẽ mượn đao giết người. Cũng lợi hại phết. Sở thủ của trận ảnh. Phần thưởng sẽ thuộc về thần cá chúng tôi. Thứ cưa à? Tôi thì không nghĩ như vậy đâu. Định thấn đi rồi nói. Nalo, trách ảnh cũng đến giành bớt sao? Bớt này vốn là mục tiêu của trình ảnh chúng tôi. Sao mà báo là giành được chưa? Bây giờ mở miệng ra là trình ảnh chúng tôi. Thật là không ngờ đó nha.
Trước kia cậu ở công hội đệ nhất như là chúng tôi, mời vô số lần mà cậu cũng không đồng ý gia nhập. Tôi đến tiếng ủng là để tận này hưởng niềm vui, chứ không muốn nhúng tay vào chuyện của thiền thủ các cậu. Trên ảnh thì có chịu nhận làn sách rất thú vị, sau này đừng có nhắc đến vì này nữa. Nếu như cậu đã muốn gia nhập vào thiền thủ thì cứ nói với chúng tôi một tiếng là được rồi. Tập trung tấn công. Chúng ta đóng người hưởng áp chi nó. Còn người luồn ra phía sau tập kích nó. Còn người tấn công. Lượng máu của ác mà lần lần đã tuột rồi, màu nhanh chóng tiêu diệt nó. Còn người đã đến lúc rồi. Ác mà lần lần không ổn rồi đội trưởng à, thu hận của ác mà lần lần bị kéo đi mất rồi. Sao lại như thế được chứ? Chúng ta vất vả lắm mới đã thương được nó mà. Tên trộm chỗ tiếc. Lần trách dù vào đâu mà kéo hết thu hận đi được chứ? Tên nhân loại đánh cấp cổn của tao. Đấu tất. Chúa tiếp, sức mạnh gần như áp đảo, còn kinh khủng hơn cả lần trước nữa. Nỗi ấn hận sâu nặng này, mình có thể hiểu được. Không thể để cho lần sách danh mất ác mà lồng lần. Một, đuổi theo. Mấy tên lâu la thì có thể đi, nhưng anh thì phải ở lại với tôi. Lần sách ơi là lần sách, cậu vẫn cứ khiến cho người ta không thể ngờ tới. Khi đó ở công hội dục mất cậu đúng là một vụ tổn thất nặng nề. Tôi biết là trước khi cậu dám vào tôi mà. Cho anh GG. Lần này lần sách lại bày trò gì vậy mà khiến chúng tôi làm tay giúp việc cho cậu ấy? Đã bảo để chủ nhận lần sách rất thú vị rồi mà. Chỉ có chủ nhận thì mới làm được cái chuyện này. Lần này chúng ta lợi dụng sức mạnh của ba đại công hội để giảm lượng máu của ác ma lần lần. Như thế thì có thể giảm hao phí sức lực của tài nguyên đối tới mức tối thiểu. Vì vậy mọi người phải canh chừng chủ lực của họ, đừng để ác ma lần lần chết ở trong tay ba người của họ đi. Cuối cùng thì giờ tôi kịch liễu ác ma lần lần. Thế là cậu sẽ là người ngăn chặn tôi sao? À đúng vậy, thì tôi cũng không muốn ra tay. Nhưng vì chủ nhân lần sách, tôi định phải làm như vậy. Phi sầu bùng phát thù hận, sát thương của ác mà lồng lồng đúng thật là kinh khủng. Mới đụng phải mà đã mất nửa thành máu rồi. Lượng chất thường cao thật đấy. Cùng mày mà mình vẫn còn nước đi khác. Đây là đấu trường được chuẩn bị dành riêng cho người đấy. Còn của ta đâu rồi? Lên trên kia này ca, em đợi anh lâu lắm rồi đấy. Xem ra mọi chuyện đều đang diễn theo kế hoạch của cậu. Cảm ơn nhé, chị Thủy. Nhân loại chớ tiếc. Lên trên đây ca, để em xử lý nó cho. Anh mà lồng lần hiện ra nổi cơn thịnh nộ, tấn công vô cùng hiểm ác. Yên tâm đi, em chắc chắn có thể hết chặn được đòn tấn công của nó. Em muốn áp dụng sự linh ngộ và sức mạnh thu hoạch được từ bài thử thách. Vừa đúng lúc, ta thử sức mạnh nhịp đập của đại địa mà ta đã cớ thừa. Một tuần trước, thông báo hệ thống thử thách cuối cùng đã thành tẩy khu rừng, thành tẩy sự xa đọa cuối cùng. Dạ. Cảm ơn dũng khí của cậu. Từ trước tới nay chưa từng có một ai có thể chịu đựng được thử thách này. Trong suốt quá trình này, cơn đau cậu đã gánh chịu không chỉ là bài thử thách dũng khí, mà còn là bài thử thách ý chí và quyết tâm của cậu.
Câu đó hoàn toàn có tư cách thừa cớ lời chúc phúc dũng khí của ta. Câu đó thánh tẩy toàn bộ sự sa đọa của ngọn tháp này. Câu đó thánh tẩy toàn bộ sự đe dọa của ngọn tháp này. Cố thủ đã sống lại. Đại địa hồi sinh. Cơ thể bé nhỏ ấy vậy mà bên trong lại chứa đựng dũng khí và lòng bất khuất khổng lồ. Tôi không ngủ kiên cường thì sẽ chẳng thế nào cứu rỗi được nơi này. Cậu có tư cách để kế thừa nhịp đập con tim của ta. Nhịp đập của đại địa. Thông báo của hệ thống. Chúc phúc thức tỉnh. Chúc mừng bạn đã thức tỉnh được sức mạnh chúc phúc. Chúc phúc dũng khí của bạn đã tiến hóa. Bạn có thể cảm nhận được nhịp đập bất diệt của đại địa. Và cùng đại địa san sẻ sức mạnh vô hạn. Đại địa chính là bạn, mà bạn chính là đại địa. Bạn nhận được thêm phần thưởng kiềm thần, thần thánh. Thần sơn tung lâu của kiếp này cuối cùng đã xuất hiện rồi. Thần sơn tung lâu, nhìn chân lên, không thôi bỏ, thế để cho hội trưởng trận ảnh dành mất bót. Nè, người của thần cát, cái cầu chỉ chậm qua rồi, màu né hết, ra nhường đường cho chúng tôi. Thiên thần hòa, các cậu có thể đừng để ý thế công hội đề nhất, dựa vào đầu mà lại bắt chúng tôi phải nhường đường. Nhìn ánh sáng bên kia kìa, chắc chắn là bên đó. Màu lên. Chuyện quái quỷ đang xảy ra vậy? Rõ ràng là cùng chỉ thủy đến lần sách lại báo mình ở đây trong con nít. Không có mình ở bên cạnh thì chỉ thủy vẫn ổn chứ? Chứ dù là con nhóc này là con gái của ác mà lần lần. Nè nhóc, em tính đi đâu đi? Thôi tiêu rồi. Cứ thần thần sơn, trọng lực chi khu. Lợi hại quá. Đây là hình thái khổng lồ mới của tiểu lộ tử sao? Tiểu lộ tử, cẩn thận. Trọng lực bất diệt, thôn phệ. Sức mạnh của ác ma lồng lồng bị hút đi rồi. Kỹ năng mới có tên tiểu tử, lô tử thật là tuyệt vời. Anh chưa xem trọng bờ ca coi mấy với mì rồi mà. Cảm thấy ngạc nhiên cũng không có gì lạ. Ác mà lồng lợn đúng là mạnh quá. Ngay cả trong hình thái khổng lồ thôn phệ cũng không thể hút hết toàn bộ sát thương. Bẩn. Thế thì đành phải đổi hướng thôi. Sát thương của người. Trọng lực. Bất diệt. Quỳ nghĩa thiên phán. Trả lại cho người. Con của ta. Trả lại cho ta. Tiểu lô tự kiếp này còn mạnh hơn mình tưởng tượng. Chìm ra, em ấy không cần mình ra tay giúp. Nếu như vậy thì cũng tốt. Thì nhân loại hẹn muốn. Chị thị ở mau bước cho tôi. Đây là lần dễ dụa cuối cùng của nó. Tất cả đều sẽ tân thình tró bụi. Siêu hắc ám. Liệt tập hoàng thúc. Chập chậu không nổi rồi, sức mạnh này cũng quá không lột. Với cấp bậc này thì bố không thể nào mạnh đi thế. Đó chính là sức mạnh của nỗi oán giận. Cơ thở hỗn mạng. Tiểu lợi tử, anh đến giúp em đi. Anh lấy sách đầy ca. Khải thiên. Xin lỗi nha, hãy để mọi chuyện chấm dứt tại đây. Trời. Cô bộ. Con gái. Con là con của ta sao? Là con. Là mùi của con ta. Mẹ. Đúng vậy, đây chính là mẹ của em. Mình đã luôn dự đoán trước tình cảnh này sẽ xảy ra và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Nhưng mà bây giờ mình vẫn không biết phải làm sao để đối mặt với cục bộ. Cô nhóc vốn là súng vật, là nơi sợ mới đúng. Rốt cuộc mình có lẽ từ khi cô nhóc gọi mình là cha thì mình đã không thể nào đối xử vì cô nhóc này là một nơi sợ hay là súng vật thông thường. Xin lỗi cô bộ, anh đã luôn giấu giếm em. Sự thật thì anh chính là người đã trộm mất em, tư tế của mẹ em. Tên trộm, mẹ đừng khóc. Cô bộ sống rất tốt.
là cha đã đặt tên cho con đó. Và cô Bột rất thích cái tên này. Cô Bột, thực ra từ khi con sinh ra đời thì con đã biết hết mọi chuyện rồi. Người cha ngốc nghếch của con. Cô Bột và mẹ. Hồi lạnh quá hồi này à, cha này con đói quá. Chúng ta về sợ nhà nấu món ngon cho con nhé. Người nhà, có từ khi hiểu chuyện thì mình đã luôn cô đơn một mình, thế nên cảm giác có người thân trở thành một người cha mình không hiểu được. Chúng ta mang trong mình huyết thống của tộc ác ma lùng lùng, từ khi ra đời đã có thể biết được cội nguồn của bản thân, cho nên ta vẫn luôn tưởng rằng con của ta chưa ra đời. Vì nếu như đã ra đời thì con bé chắc chắn sẽ giết chết người rồi quay trở lại về bên cạnh ta. Không ngờ con bé lại chấp nhận người cha như người. Lý do của Bột không hại làm hại đến mình chắc hẳn là vì mình đã giỏ giọt máu nhân tộc cho cô nhóc. Cha đối với con rất tốt, cha cho con ăn rất nhiều món ngon, rồi con ngủ đặt tên cho con. Và con dẫn cho con đến nhà của cha ở một thế giới khác. Thế giới đó rất thần kỳ, không hề giống với nơi đây. Con cũng có ông nội. Ông nội nấu ăn rất ngon, lần nào con cũng ăn rất nhiều. Cảm giác đó rất ấm áp. Cục Bột cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là thứ mà con không có được khi là ác ma lồng lần. Cho nên con, mẹ hãy tha thứ cho cha nhé. Cục Bột không muốn chứng kiến hai cạnh hai người đánh nhau. Con của ta tên là Cục Bột. Đạo ta, trong người con ta có máu của nhân tộc các người. Và ngươi đã làm ổ ớ thống ác ma lồng lần của chúng ta. Lời sách, mẹ. Nhưng chính ta là người đã thua một tên nhân loại như người, và con của ta đã chọn người. Giờ đây đi, ta biết trên người ta có thứ mà người muốn có. Hãy xem đây là sự chốt. Tôi có một người mẹ không đập trong bốn phận. Chuyện gì thế này? Nhiệm vụ đặc biệt được kết quả rồi sao? Cảm xúc tình cảm quá đổi lời chân thật, mình sao có thể ra tay được chưa? Sao lại có người khổng lồ vậy? Cậu ta là thành viên của Trận Ảnh. Đừng để ý tới cậu ta, màu tránh giành lấy ác mà lồng lộn. Chỉ có một chút máu thôi. Các cậu đừng hòng xen vào chuyện này. Lại sẽ đã nhìn lên sắp hết thời gian rồi. Người có công hội khác sắp tới rồi kìa. Nếu như bị giành máu thì xem như mọi công sức đầu đổ sông đổ biển. Cậu phải đích thân tiêu diệt nó. Lên chết à? Biết rồi. Trời đừng mà. Cô Bột à, con hãy tin cha. Cha sẽ không khiến con thất vọng đâu. Nào, mía. Bà lấy được tiền của ác ma lồng lần. Thông báo của hệ thống, phòng vườn diễn kích vũ khí được phòng vườn lại có thể dùng để bắt giữ linh hồn vòng mạng. Thù hận của sinh vật đã chết. Khi hấp thu đủ năng lượng thì linh hồn sẽ bắt giữ, sẽ sống lại. May mà thù hận của ác ma lồng lần đối với mình đã không còn nữa. Cuối cùng thì mình đã dùng đến phòng vườn diễn kích. Ác ma lồng lần đã bị tiêu diệt. Lần sách đề cả đã thành công rồi. Quỳ chúng ta đã chậm một bước rồi. Ở mẫu thả tôi xuống. Mẹ ơi, cô Bột à, linh hồn của mẹ con hiện đang rất yếu. Cô ấy còn năng lượng của ác ma lồng lần. Muốn hồi sinh linh hồn, con phải tìm một vật dẫn mới. Vật dẫn á? Lần sẽ đề ca, các công hội khác đều bị em đánh đuổi hết rồi. Làm tục lắm. Cô Bột đang làm gì thế? Cô nhóc đang dùng năng lượng của mình để duy trì linh hồn cho mẹ. Chị Thị à, anh có biết vật dẫn là thứ gì không? Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên với những gì vừa diễn ra. Cục bộ và ác mà lồng lộng vốn là thiết lập của trò chơi. Nhưng mà chuyện xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của một người chơi như là tôi đối với trò chơi này. Lên xe à, xung quanh cậu toàn những điều bất ngờ nhỉ? Cậu, căn nguyên của chuyện này, vật dẫn là gì? Có lẽ chỉ có một mình cậu mới biết được. Căn nguyên sao? Bản thân mình. Phải thử thôi. Cô Bột à, nếu như cô nhóc đã trở thành con gái của mình, vậy thì sẽ không kỳ lạ khi
ác mà lồng lộn về phe của mình. Dùng máu của mình đó làm vật dẫn. Mẹ ơi, đây nhỏ giao găm thần thoại, mình lại quay trở lại vách núi này. Như là trước kia vì sao chị trốn ác mà lồng lộn mà mình đã đi lạc đến nơi này? Đạo thật, người đó làm gì tại gì hả? À, sống lại rồi à? Nhớ. Có lẽ là do linh hồn có đủ năng lượng để duy trì cô ấy hình dạng kia. Ác mà khổng lồ kia nấy biến thành tí hon rồi sao? Sống lại là tốt rồi. Nhưng mà người đã lấy mất tiếng của ta. Mẹ ơi, để con bầu chăm sóc cho mẹ nha. Bạn có thể triệu hồi ác mà lồng lộn, xin hãy đặt tên cho quỷ. Triệu hồi rồi đặt tên á? Mẹ của cô bộ thì phải đặt tên của ấy cái tên giống với nhân tộc mới được. Thế thì gọi là kỳ gia đi. Người không vận sự không được phép đến gần tới đàn. À, tôi đến rồi đi. Cô vẫn nhớ tôi chứ? Hồ về tới đàn tế vòng cốt. Hồ về đàn tế. Hãy dâng lên những quả tiệm người đã thu thập được. Đã thu thập hoàn tất vật phẩm hiến tế. Chúc mừng người hỏi đạo tật nhân loại. Người đã hoàn thành hiến tế trong một thời gian quy định. Người hãy đưa ra vũ khí của người đã bắt đầu quá trình nung đúc thần cấp. Vũ khí cấp thần thoại đầu tiên của mình. Người được ban tặng quý vào tinh nguyệt hàng nghìn năm qua. Thì đôi dấu găm này đã đắm chìm vô số dư chi chấp, lưu trữ hàng trăm hàng nghìn vong linh. Ta tin rằng đây chính là đôi dao găm phù hợp với người nhất. Thông báo hệ thống, lưỡi dao của quỷ, dao găm cấp thần thoại. Đây là đôi dao găm chết chóc có niên đại lâu đời nhất. Mọi người truyền tai nhau rằng, ban đầu dao găm được rèn đúc từ vỏ thạch trắng, nhưng mà đã do trải qua sự vô số chết chóc, nhúng đầy máu tươi thế nên, màu sắc của nó đã chuyển từ trắng sang đỏ, cuối cùng biến thành màu đỏ sậm, chẳng thể nào gột rửa. Thông báo hệ thống, kỹ năng vũ khí 1, dấu ấn linh hồn. Khi tung ra đòn tấn công cuối cùng, bạn có thể đoạt lấy linh hồn của đối phương, khiến cho linh hồn đó trở thành tín đồ linh hồn của bạn. Sau khi tích lũy đủ 60 dấu ấn tín đồ linh hồn, bạn có thể dùng kỹ năng linh hồn than oán. Kỹ năng vũ khí 2, linh hồn cơ sát. Khi linh hồn than oán được tích lũy ở trời đến một mức nhất định, bạn có thể trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu linh hồn cơ sát. Đối với bất kỳ một sinh vật nào, kỹ năng này sẽ trực tiếp gây ra sát thương cho linh hồn đối phương, vô hiệu hóa mọi cản phép, cản vật lý. Chỉ có sức mạnh tinh thần mới có thể làm suy yếu hoặc ngăn chặn nó. Sinh vật chết do linh hồn cơ sát sẽ được chuyển hóa thành dấu ấn tín đồ linh hồn. Kỹ năng bị động của vũ khí áo tròn ác ma. Sau khi sử dụng đôi dao găm này, bạn có thể khoác lên chiếc áo tròn ban đêm giúp cho ẩn dấu hơi thở và xóa sạch mọi dấu vết di chuyển của bạn, có thể kích hoạt hai lần. Áo chỗ ác ma có thể che giấu bên ngoài toàn bộ thông tin của bạn, giúp bạn ẩn mình trong trạng thái bóng đêm. Áo chỗ ác ma đã kích hoạt. Cảm giác tuyệt thật đi. Đồng hoàng dỗ đội nát khu vực level 72 tam 10. Đề ca, đấy là con cuối cùng rồi. Cuối cùng rồi sao? Không thể nào, khu vực nhiều quái lắm mới đúng chứ. Mà ba hướng dẫn bảo rằng nơi này là chỗ vô cùng thích hợp để giết quái luyện cấp. Sao lại hết quái được? Anh nhìn kìa, khu vực này là chúng ta đã trống hết rồi. Ông quái vừa đi đâu hết rồi? Đội trưởng, bên kia kìa, quái bị giành hết rồi. Bóng đèn đó là cái quái gì vậy? Áo chuồng ác mà có ít thịt đi. Có nó rồi thì mình không còn dùng đến kỹ năng ấn thân nữa rồi. Chỉ cần cấp bậc cô quái không cao hơn mình, cơ bản chẳng cần tiêu hao năng lượng là đã có thể chỉ giấu được tùm tích. Lại biến mất rồi, người đó là người giờ sau? Không phải chứ, sao lại có người một mình đơn lẻ đến đây giết quái? Để chúng ta đi gặp mà cậu ta. Đội trưởng à, bóng đèn đó không đơn giản chút nào đâu. Nếu như đối phương là thành viên của có mồi khác. Đồ ngốc, chúng ta là côi xà, có một trường thù địa nhật dưới trướng của tiền thù. Hơn nữa chúng ta lại có tầng 4 người, còn phải sợ ai nữa chứ?
Ai bao giờ quái của chúng ta mau ấn hết thông tin đi xứ đẹp cô ta rồi danh lấy thiết bị. À, đây cài nội rất đúng. Áo trộn bị ác mà biên mất. Lôi thiểm nhất kích. Có thêm một nhai di chết quái cấp cao thì sát thương của những món vũ khí này cũng không tệ, giúp cho nâng cao kỹ năng của mình lên tới một cấp cao mới. Thông báo hệ thống đã chuyển hóa thành dấu ấn tín đồ linh hồn 58 trên 60. Chỉ còn thiếu 2 linh hồn nữa. Thông báo đã chuyển hóa thành dấu ấn tín đồ linh hồn 60 trên 60. Linh hồn than oán. Phải tìm được mục tiêu để thử xem sức mạnh của kỹ năng này như thế nào. Nhưng mà quái vật gần đây đều mình quét sạch cả rồi. Đối với vật mới xuất hiện cũng thêm phiền đấy. Nè, cái cầu kia. Cậu dành hết quái vật ở khu vực này rồi. Cậu làm tôi bực mình rồi đấy. Ngồi ngọn cốt xuống nghĩa địa cho tôi. Và nhớ đỡ lại tất cả trang bị của cậu. Ồ. Đúng lúc lắm. Ây da. Bị hạ chỉ trong một đòn ư. Thông báo hệ thống tiêu hào 30 dấu ấn tiến độ linh hồn, kích hoạt kỹ năng, linh hồn kỳ sát với mọi dấu ấn tiến độ linh hồn. Sát thương và hiệu ứng phụ phép của dầu gầm sẽ tăng lên, số lần còn lại của kỹ năng 30 trên 60. Dấu ấn linh hồn, tín đồ lại giúp tăng sát thương của dầu gầm và kết hợp với kỹ năng. Linh hồn kỳ sát có thể di chích, người chơi cấp 70 trong vòng một nốt nhạc. Vũ khí mạnh thật đi, vẫn còn một lần linh hồn kỳ sát. Giờ thì đến được ai nhỉ? Ây da! Là lăng sách đại ca sao? Đã rõ. Lăng sách sao? Gờ gờ. Cô chủ à, vàng cách có tiếng nhấn từ shop lăng sách. Shop của tôi sao? Đã rõ tôi chưa nhận. Có vẻ sắp tới đi sẽ nhàm chán lắm. Phó hội trưởng làng sách vừa mới gửi tin nhắn tới. Tôi cũng nhận được. Khó khăn lắm mới thu thập được bài quả tiệm, chứ gì ra bày lại. Bây giờ lại có một tiêu mới rồi. Hội trưởng mới của chúng ta khó đoán tôi đấy. Đó cũng chính là nguyên nhân mà tôi thích làng sách. Làng sách luôn khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ và cậu ấy biết rõ mục tiêu của bản thân. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sử dụng tài nguyên của công hội phối hợp với hội trưởng. Một cơ tí chúng ta là bảng xếp hạng cấp bậc. Mọi người hãy dốc toàn lực thăng cấp. Bảng xếp hạng cấp bậc là bảng xếp hạng quan trọng nhất của bất kỳ trò chơi nào. Về cơ bản đây là nơi tăng độ nhận diện của các công hội và hội nhóm. Và cũng là nơi thể hiện sức mạnh của các người chơi nổi tiếng. Mà xuất hiện trên bảng xếp hạng không chỉ là niềm vinh dự, mà hơn hết còn là chứng minh cho năng lực của bản thân, chứ dù là năng lực chiến đấu hoặc là năng lực kinh tế, đều sẽ trở thành tài đề tài bàn tán của người chơi khác. Vì vậy, nó được xem là cách quảng bá thiết thực nhất. Các công hội và hội nhóm là các thành viên xuất hiện trên bảng xếp hạng, sẽ tận dụng tên tuổi đó để tiếp tục chiêu mộ nhân tài. Đối với khi tôi đã hiệu quả cách quảng bá này, thì các công hội và nhóm đều sẽ có một thành viên truyền leo bảng xếp hạng. Tất cả người chưa hiểu rõ rằng những người đặt chân vào bảng xếp hạng không phải là cao thủ siêu đẳng thì cũng có hậu thuẫn chống lưng. Mà hiện tại các công hội đều đang chú ý đến trận ảnh. Chúng mình không cần phải khiêm tốn dự kẻ. Dẫu sao thì mình cũng có được vũ khí cấp thần thoại. Đến lúc chiếm được thứ hạng trên bảng xếp hạng cấp bậc, công khai cấp bậc nhấn đến vị trí hạng nhất, nâng cao địa vị của trận ảnh. Thời gian thấm thoát cỡ từ khi sống lại ở thế giới vừa lạ lắm, vừa quen thuộc này cũng sắp một năm rồi. Mình tuyệt đối sẽ không lặp lại những kiếp trước chật vật duy trì cuộc sống. Bởi vì hiện tại mình không giống như trước kia, chẳng có thứ gì trong tay. Chưa nhận. Chà, cấp 100 đầu tiên của thiên ủng. Kiếp này
sẽ thuộc về mình. Mô tường sâu: Hòa trưởng à, cửu tín nguyên. Bản xếp hạng cấp bậc tìm kiếm lần sách, hạng 50 lần sách level 83. Chỉ trong thời gian ngắn mà hội trường lần sách trên ảnh đã leo lên bản xếp hạng cấp bậc rồi. Hội trưởng à, trước đó anh bà tôi đã đồng ý để ý tới lần sách. Gần đây không thấy cô ấy đồng tình gì. Không ngờ là giúp sức leo bản xếp hạng cấp bậc. Bản xếp hạng cấp bậc à? Cô ấy quan tâm đến bản xếp hạng này sao? Cô ấy có dự định xây dựng danh tiếng. Cô ấy sắp đuổi kịp thứ hạng của chúng ta rồi. Sau cấp 80 thì mốc điểm kinh nghiệm cần để thăng cấp vô cùng cao. Chỉ một tuần mà cô ấy đã thăng lên tới 3 cấp, tốc độ hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Hội trưởng à, hay là chúng ta cũng công khai cấp đế độ với lăng sách? Không cần thiết. Sau cấp 85 thì mốc điểm kinh nghiệm còn thăng cấp đột biến và còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trước mắt thì có chuyện quan trọng hơn, chúng ta không nên quá chú trọng vào việc này. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, tạm thời chưa có ai có thể cản đường lần sách. Một tháng sau, bản xếp hạng cấp bậc 50 xuống 40. Với ô thức của quỷ vũ khí cấp thần thoại, quỷ đạo tình tuyệt, lần sách cùng cục bột và kỳ sĩ quý hoàng sòng vô số trận chiến trọng suốt khoảng thời gian dài. Một mình thu thập điểm kinh nghiệm và tăng thứ hạng trên bảng cấp bậc. 4 tháng sau, lần sách đi vào 90, cấp bậc càng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên khoảng cách khổng lồ giữa các cấp đã khiến cho 90% người chơi từ bỏ việc thăng hạng. Cuộc chơi chỉ còn lại những người chơi tình hành lão luyện có ưu thế về mặt trời bàn. Họ chiếm lĩnh toàn bộ tốt đầu bảng xếp hạng. Nhưng sự xuất hiện của làng sách trên bản xếp hạng đã phá vỡ cục diện đó và khiến cho thiên ủng đại lục một phen dậy sóng. Thiên ủng đại lục bằng cách một mình vượt ải, diệt quái và nhận toàn bộ phần thưởng kinh nghiệm. Làng sách đã hoàn thành tất cả các phó bản hiện có và những nội dung thăng cấp của hai bản cập nhật mới. Xuân qua hè đến, đông về. Thu đi. Đông về. Một năm đã trôi qua, ấy cuối cùng thì lần sách đã tới cấp 100, cũng đã tới cấp 100 rồi. Phần thưởng cấp trăm, đăng ký gia nhập công hội, đợi ghét lần sách lại không trả lời tin nhắn, cả một năm trời chỉ biết vùi đầu đi thăng cấp. Bây giờ đã tới cấp 100 rồi, lại chẳng biết cậu ấy chạy đi đâu mất luôn. Cô ấy biết rõ quy mô hiện tại của công hội đã tăng lên gấp đôi rồi. Ở phía bên này, đi theo tôi để đăng ký làm bài kiểm tra năng lực. Bởi vì hội trưởng đã đạt tới cấp 100 nên gần đây người gia nhập công hội tăng đột ngột. Khoảng thời gian này lại vất vả cho địch lập rồi. Đâu có gì đâu chưa. Một năm qua, nhờ có chị Thiền Nạ, đờ bạc mẹ mới có cơ hội đảm nhiệm chức quản lý đội của công hội cấp 85 đến lập lộ thiết. Chị Thiền Nạ chỉ cần ra yêu cầu thì mọi chuyện có đem lo. Đúng vậy, chỉ trong chớp mắt mà một năm đã trôi qua rồi. Vì mồ của tại hiện tại của tranh ảnh không hề thua kém với công hội đệ nhất thiên thu. Trụ sở của công hội cũng đã được mở rộng ra đáng cỡ. Nhưng mà điều này đều là nhờ vào cậu ấy. Từ khi gặp nhau đến nay, khi cũng đã 2 năm rồi nhỉ. Nhanh quá, thời gian trôi quá nhanh. Lần sách à, bữa trưa rồi đây, mau thức dậy đi. Cháu cấp học ngủ ly bì cả ngày đây rồi, có bị bệnh hay không? Yên tâm đi ông à, cháu không sao hết. Một năm đã trôi qua, hình như mình không nghỉ ngơi gì hết. Giết quái xong rồi vượt cấp, cứ lập đi lập lại đi phát chán luôn. Mà hiện tại đã đạt tới mục tiêu cấp trầm, tất nhiên thì phải nghỉ ngơi đàng hoàng. Lại là nấy, hội trưởng lần sách của trên ảnh. Hồi chính là nấy rồi. Điểm trừ của việc đã tới cấp 100 chính là rất nhiều người sẽ nhận ra mình. Thật là rắc rối làm sao. Kiếp trước thì lúc mình bắt đầu chơi thì đã có người chơi đạt tới cấp cao nhất. Khi đó họ hệ thống hỗ trợ tăng điểm kinh nghiệm nên việc thăng cấp dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. Vì thế hiện tại mọi người sụn sợ bàn tán cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng mà mình lại không muốn như thế. 36 kết chuông lôi sụn sách. Kết quả áo trộn ác mà.
Áo choàng ạt mà đúng thực sự là hữu ích. Với cái bờ hiện tại của mình, chỉ còn không đến quá gọn thì sẽ chẳng ai phát hiện ra. Như thế này thì sẽ tiện lợi hơn nhiều. Đang kiểm tra ID. Đang khởi động hệ thống xác nhận thân phận đặc biệt. Thân phận đặc biệt á, đã xác nhận người chơi lăng sách. Chúc mừng bạn đã trở thành người chơi đầu tiên của Thiên Ống Đại Lục đạt tới cấp 100. Bạn sẽ nhận được phần thưởng độc nhất vô nhị. Quả nhiên là như vậy. Mọi người chơi đạt tới cấp 100 đều sẽ nhận phần thưởng. Tuy nhiên, bật mí người chơi đạt tới cấp 100 đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Kiếp trước mình từng đọc vài bài đăng của các cao thủ trên diễn đàn, báo rằng người chơi đầu tiên cách 100 sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt chỉ duy nhất một người chơi. Và người chơi đầu tiên đạt tới cấp 100 ở kiếp trước chính là Bất Động Ám Giang. Mình nhớ là hệ thống sẽ trao tặng phần thưởng dựa theo dữ liệu và kỷ lục từng người chơi. Không biết kiếp trước Bất Động Ám Giang nhận được phần thưởng đặc biệt gì. Đây là: chào mừng bạn đến với trò chơi. Với tư cách là người chơi đầu tiên đạt tới cấp 100 của Thiên Ống Đại Lục, bạn sẽ nhận được phần thưởng độc nhất vô nhị. Và đây là phần thưởng đặc biệt của bạn. Thông báo hệ thống: chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng đặc biệt huyết thống thức tỉnh. Huyết thống thức tỉnh à? Huyết thống thức tỉnh là bạn có thể lựa chọn thức tỉnh huyết thống mình muốn để cho sở hữu được thuộc tính và năng lực tương ứng. Đồng thời, bạn sẽ có được kỹ năng đặc biệt của huyết thống đó. Thông báo hệ thống: cách thức tỉnh, thu thập tinh huyết của chủng tộc bạn đã chọn. Chú ý, bề ngoài của bạn sẽ có tự thay đổi tương ứng với huyết thống đó. Ôi trời ơi, thức tỉnh huyết thống thứ hai sao? Vậy có nghĩa là sở hữu được thuộc tính của chủng tộc thứ hai ư? Sẽ giống như là cục bột màn trong mạnh sức mạnh của hai huyết thống. Phần thưởng này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng. Đây là phần thưởng độc quyền dành riêng cho bạn. Hy vọng bạn vẫn có thể nhớ rõ được mình đến từ nơi nào. Hy vọng bạn chỉ nhớ rõ được mình đến từ nơi nào. Hả? Có nghĩa là gì? Tạm mặc kệ là trước. Hiện tại thì đã có huyết thống thức tỉnh. Phải suy nghĩ kỹ nên dùng như thế nào. Kích hoạt áo choàng ác ma. Chắc hẳn là nó chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất và không thể thay đổi. Hơn nữa thông báo thì có thể nhắc nhở rằng bờ ngôi sẽ thay đổi đôi chút. Cô là tại sao lại có người? Lời do cô đụng trúng tôi chưa? Cô lẫn viện chứng nhận Hy Hoàng còn lại đi cùng với Bất Động Ám Giận. Nên giờ còn vài giờ anh vô kết động như xuất hiện trước mặt tôi thì tôi đâu có đụng trúng anh chưa? Cô vẻ đã kích động Ritika. Tính tình lúc nãy xuất hiện. Không ngờ lại cọc cô ở nơi này. Vậy sư phụ Bất Động Ám Vàng của cô cũng gần ở đây à? Tôi đã hỏi thầm thông tin về anh ta suốt một năm nay. Nhưng mà chẳng nghe ngóng được gì. Cứ như là bốc hơi vậy, anh ta đang làm gì thế? À đúng rồi, xích chút nữa thì quên. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp sư phụ. Hình như ngày nào anh ấy cũng đều rất bận. Tôi không biết là anh ấy đang làm cái gì. Nhưng mà anh ấy đã giao cho tôi một nhiệm vụ. Hiện giờ tôi không phải là lúc để giao đấu với anh. Nè à, xem ra đã biến trở lại thành bên guitar rồi, dịu dàng rồi. Ứng viên chứng nhận Hy Hoàng còn lại. Rồi sẽ có một ngày chúng ta đường đường chính chính quyết đấu một trận. À đúng rồi, xíu chút nữa thì lại quên. Sư phụ dặn tôi rằng nếu gặp được anh thì tôi phải hẹn gặp anh ở thế giới thực. Là hẹn hò sao? Đi xem phim cùng phái nữ. Đây là lần đầu tiên của mình á. Hả? Hẹn gặp tôi trong thế giới thực ư? Không phải sư cụ cô muốn gặp tôi à? Quả thực là như thế. Nhưng mà sư phụ tôi bảo đến gặp anh trước. Xin anh hãy đồng ý hẹn gặp tôi ở trong thế giới thực. Hả? Đây là nhiệm vụ sư phụ giao cho tôi. Xin anh đó làm ơn cho tôi số điện thoại của anh. Tôi sẽ liên lạc anh sau. Cơ mà tại sao lại chọn hẹn gặp tại rạp phim cũ như thế này nhỉ? Giờ phim này xây dựng từ năm 1900 hồi đó rồi. Chẳng mấy ai đến mua vé xem phim luôn. Cho dù là khu ổ chuột thì cũng rất hiếm có rạp phim như thế này. Trời, chỗ này bán nhiều hình quá đi. Con muốn xem Trái Đạo Kinh 3D. Hả?
Phim đó con nít không xem được đâu. Ừ, không chịu đâu, không chịu đâu. Con muốn xem phim này nghe có vẻ ngon lắm đó. Không được, mua bắp rang bê cho con ăn nha. Bắp rang bơ là gì vậy cha? Con bột này. Một đằng nó một nẻo đi theo đuổi, kiểu gì cũng không chịu về. Xin lỗi, tôi tới trở. Bên Gatica, tôi đã mua bắp rang bơ rồi nè. Bờ ngồi của cô ấy cũng không khác gì trong trò chơi. Phim giới chiếu rồi, chúng ta vào trong thôi. Cứu tôi với, tiếng gì vậy? Tiếng tivi. Hả? Phim mà. Không ngờ cô ấy lại thích xem phim mà. Trong bề ngoài thì không giống người thích thể loại phim này. Tika, bất động ám dặn, thật sự không dặn cô chuyển lời cho tôi hay đưa tôi vật gì sao? Không có, sư phụ chỉ bảo tôi gặp mặt anh trong thế giới thực. Còn về việc gặp anh ở đâu thì sau đó làm gì, sư phụ không có dặn dò tôi. Lời nghiệt quá gì hả, bất động án dặn, giỡn mặt với tôi sao? Phim dở tợ. Đó là cái thời đại nào rồi mà rạp chiếu phim còn chiếu ba cái loại phim ma con rít này vậy? Chẳng có thời gian ảo hay hiệu ứng gì sao gì? Thì đấy, nếu như không phải là đang có sự kiện tặng về miễn phí thì ai mà đi xem cái phim bộ lỗi thời này chưa? Đóng cửa hết rạp phim luôn đi. Không thích thì đừng có xem chứ. Là ó ồn màu, mất lịch sự quá đi. Hai cái tên đó là lông manh đó, đừng có đắc tội với chúng. Nè, tao vẫn nghe thấy chúng mày đang nói thầm cái gì đó. Chúng mày, nói ai là lông manh hả? Tao là thức tình giả đi. Hả, thức tình giả? Ôi, đừng có gây chuyện với họ, mau đi thôi. Có cắn chạy trốn hệt như con chuột cống vậy. Trời, con dạy bọn chúng ở một bài học không? Đừng có gây chuyện. Phim gió ẹt làm tâm trạng của tao hôm nay bực bội quá. Một chút nữa thì tao sẽ phá nát cái rạp chiếu phim cũ hèm này. Đại ca, cái gì? Đại ca, thực tức tình dạ rạc rưỡi là Ritika sao? Cô ta là thức tỉnh giả, còn mạnh hơn cả chúng ta nữa. Rất rủi như các người không xứng với thân phận thức tỉnh giả. Vừa không tôn trọng người khác, vừa không tôn trọng phim ảnh, tôi không thể tha thứ. Không ngờ thì cả trong thế giới thật cũng tồn tại hai nhân cách. Xin lỗi nhé, vừa rồi không dò anh chưa? Tôi vẫn không kiểm soát được nhân cách thứ hai của mình. Thì ra quả hiếp biết bản thân mình có hai nhân cách. Không sao đâu, cũng đâu phải lần đầu tiên tôi thấy nhân cách thứ hai của cô. Thực ra thì từ nhỏ tôi đã có nhân cách ẩn rồi. Từ nhỏ á? Trời, con đi dạo gần đây nhé. Từ nhỏ tôi đã sống một mình, thường hay bị bắt nạt. Sau này thì dần dần phát hiện ra bên trong tồn tại một nhân cách hoàn toàn khác biệt với cái tôi nhút nhát. Cô ấy luôn bảo vệ tôi những lúc quan trọng. Cha mẹ của cô, từ khi sinh ra cha mẹ đã không ở bên tôi, cũng chẳng có người thân nào. Tôi khi đó thì không chết đuối, thật sự đã rất may mắn rồi. Rất giống với hoàn cảnh của mình à. Tôi nói sở dĩ vừa rồi cô ấy xuất hiện là để bảo vệ tôi. Bởi vì rạp phim cũ đó, Điếm Trẻ Sơ Sinh, chính là nơi tôi đã bỏ lại từ lúc mới chào đời. Cho nên nó rất quan trọng đối với tôi. Thật ra sự tồn tại của cô ấy giống hợp với một người chị luôn bảo vệ tôi. Tôi rất cảm ơn cô ấy. Không ngờ rằng cả hai đều là trẻ mồ côi. Tika, xế nháp lần này. Lần sau chúng ta lấy cùng đi xem phim nhé. Được. Ái chà, hình như tôi đến không đúng lúc lắm thì phải. Dốc núi này. Là bất động ám dẫn. Sư phụ đi đâu suốt thời gian qua? Đã nói với con bao nhiêu lần rồi Tika, trong trò chơi cứ gọi là sư phụ, nhưng mà ở trong thế giới thực thì phải gọi là cha nuôi. Thì còn đó, gần đây cha có chút chuyện còn phải đi điều tra. Vâng thưa sư phụ. Cha nuôi á? Có gì đâu mà phải ngạc nhiên hả? Cô bạn tên là Lan Sách. Ông chú, mười mấy năm trước thì tôi vẫn là chứ làm chú đâu. Khi đó tôi đã gặp Tika ở trước cửa rạp phim và tôi đã nhận nuôi cô bé. Nhưng mà từ khi còn nhỏ thì sư phụ đã luôn chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài, không mấy khi ở nhà.
Vậy hả? Con chấp sớm cho con chu đáo là lối của cha. Cơ cơ nhân cách thứ hai của con, xin lỗi nhé tỳ kè. Nhờ không sư phụ à đã cho con chỗ ở, con còn lo cả việc ăn mặc học hành của con nữa. Cho nên việc cô ấy là ứng viên chứng nhận di hoàng cũng do anh sắp đặt á. Lần sau đây con nghĩ nhiều rồi, tôi không có khả năng đây đâu. Vì tư cách trở thành ứng viên chứng nhận hy hoàng hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bây giờ ngẫm lại, tuy rằng trước kia, kiếp trước, mình không nắm rõ thông tin và bất đồng ám dạng, nhưng mà chưa từng nghe nói qua anh ta lại có đồ đệ hay là con gái nuôi nào. Hả? Bất đồng ám dạng, anh muốn làm gì hả? Sư phụ, đừng lo tì cả. Tôi chỉ muốn xác nhận một điều thôi. Nhìn bà. Kích hoạt áo choàng ác ma bị mất rồi, ẩn thân rồi à? Ám ảnh tập kích là cuốn lấy kẻ địch vào trong không gian bóng tối, chỉ số phòng ngự của đối phương sẽ giảm đi 30%. Con có thể giảm chỉ số phòng ngự à? Kỹ năng được đấy, chỉ số phòng ngự giảm xuống 30%. Ám ảnh tập kích này có thể giúp cho mình lẫn vào bóng đêm, còn thơm áo chỗ ạc mà hiện tại thì gần như là ẩn thân toàn bộ tung tích. Thì không biết anh ta định làm gì, nhưng mà nếu như muốn vào đấu thì mình sẵn sàng tiếp chịu. Ít nhất thì mình sẽ còn giống như lần đầu vào đấu với anh ta, vì anh ta đánh đến nỗi mà không kịp trở tay. Bây giờ mình đã khác xưa, lần này mình phải lấy lại thể diện. Không gian phá vỡ rồi. Không ngờ mới 1 năm không gặp cậu mà đã trở nên khó nắm bắt đến như thế rồi. Quan trọng hơn là xác suất thức tỉnh 100% thực sự tồn tại ư? Không được bắt nạt cha của cháu. Thú vị thật đấy. Hỏi sao? Mau gọi 119. Thì chết rồi, lỡ tay gây chú ý quá rồi. Nè chạy mau. Nè bắt đầu âm vàng. Anh phải nói rõ mọi chuyện cho tôi biết chưa? Yên tâm đi, đến nơi yên tĩnh rồi đã. Rồi tôi sẽ giải thích với cậu sau. Tôi luôn cho rằng người chờ như chúng ta sẽ chẳng thế nào đạt được xác suất thức tỉnh 100% hoàn hảo. Trong suốt thời gian qua, tôi đã liên tục thử nghiệm vô số lần. Nhưng mà xác suất của tôi thức tỉnh vẫn chỉ ở mức 99,0%. 99%. Duy nhất 1% còn lại tôi chẳng thế nào đạt được. Tôi thực sự rất tò mò, cậu làm thế nào mà có thể trở thành thức tỉnh giả hoàn hảo? Có từ khi khiến ông đại lục xuất hiện nhân loại bước vào thời kỳ tái tiến hóa, thì sức mạnh khổng lồ này chính là sản phẩm do các cường quốc bất lý tạo nên, dùng khoa học kỹ thuật để thực hiện những việc mà con người không thể nào làm được. Vốn tưởng rằng đó chỉ là chuyện bất khả thi cho đến khi cậu xuất hiện. Giới hạn bị phá vỡ càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi nghe không hiểu những gì lời nói. Nói một cách đơn giản, theo những gì tôi cảm nhận được và chứng kiến, xác suất thức tỉnh 99% là mức sức mạnh tối đa có thể đạt được. Tôi cho rằng 99% là trạng thái đã xác định cao nhất mà hệ thống có thể đáp ứng. Quả nhiên, anh ta cũng có thể sử dụng vũ khí trong thế giới thực. Ý của anh là xác suất thức tỉnh 100%. Phần thừa đã xác định trở thành chưa xác định. Chỉ duy nhất 1% đó đã đủ phá vỡ cân bằng. 99% thực ra đã là xác suất thức tỉnh cao và rất hợp lý nhất, bởi vì sự tồn tại một số giới hạn, nhưng 1% đó của cậu đã phá vỡ giới hạn đó, biến khả năng trở nên vô hạn. Khả năng vô hạn ư? Cậu có bao giờ thắc mắc rằng tại sao các cường quốc lại hợp tác với nhau tạo ra thiết bị có thể khiến cho nhân loại tiến hóa, mục đích của nó là gì? Với năng lực đó của cậu thì chắc hẳn là ứng viên quan trọng nhất của quân đội. Tôi không tin quân đội luôn che giấu sự thật, không để cho mọi người hay biết. Thức tỉnh giả sở hữu năng lực vô cùng đặc biệt. Tại sao quân đội đã chấp nhận nguy cơ rủi ro, mất kiểm soát để thúc đẩy quá trình tái tiến hóa của nhân loại? Với tư cách là một trong những thức tỉnh giả, tôi luôn tìm kiếm đáp án cho câu hỏi này.
Đáp án sao? Nhưng mà tôi hôm nay đã có một suy nghĩ mới. Những chuyện kỳ lạ xảy ra với cậu thì có lẽ đáp án mà tôi vẫn mãi chưa tìm thấy rất có thể là ở ngay bên cạnh của cậu. Cục bột sao? Hẹn gặp bất động ám dạ. Anh nói cục bột sao? Ý anh là gì? Nếu như tôi không nhìn nhầm thì cô nhóc này là nhân vật trong thế giới trò chơi, không ngờ lại có thể xuất hiện trong thế giới thực. Là sao à? Cô có nhận ra ý nghĩa sau bên trong đó không? Cô nhóc ấy vốn không thuộc về thế giới này, nhưng lại tùy ý xuất hiện vui chơi, nô đùa cứ như là một đứa trẻ thực thụ. Vừa có suy nghĩ riêng, ý thức riêng của mình, cô có cảm xúc và phán đoán, thậm chí còn có tình cảm. Sự xuất hiện của cô nhóc này đã chứng minh rằng ranh giới giữa trò chơi và thế giới hiện thực càng mờ nhạt đi. Ranh giới giữa trò chơi và thế giới hiện thực á? Lần sách xung quanh cậu toàn là những điều bất ngờ nhỉ? Đây là do mình sao? Cho nên những chuyện kỳ lạ đặc biệt đều xảy ra với mình. Hy vọng bạn sẽ nhớ rõ mình đến từ nơi nào. Thế nên 1% của cậu có lẽ là sức mạnh cuối cùng đã phá vỡ ranh giới đó. Anh có chắc chắn không? Không biết nữa. Nhưng mà cũng chính vì không biết, cho nên tôi vẫn luôn tìm kiếm và nghiên cứu. Thiên ổn đại lục vốn không đơn giản chỉ là một trò chơi tiêu khiển, mà phía sau nó ẩn giấu rất nhiều bí mật không thể đưa ra ánh sáng. Rất có thể sự thật của những bí mật này chỉ có quân đội mới biết. Quân đội bí mật á? Ai ai cũng có bí mật của riêng mình. Huống hồ có thế giới lực lớn ở thế giới này. Quả thực bí mật lớn nhất của mình chính là chuyện không sống lại, cái chết thì cũng không thể để cho người khác biết được. Adenetica, chúng ta chuẩn bị về nhà thôi. Hả? Còn đã? Anh định về ư? Vậy chúng ta vẫn chưa phân thắng bại. À, lời sau nhé. Lần gặp mặt này tôi đã có được thông tin mình muốn biết rồi. Yên tâm đi, tôi và cậu sẽ gặp nhau sớm thôi. À, không phải vấn đề đó. Ôi, cậu bầu bà, chỉ phải đi rồi. Tôi vẫn luôn cho rằng anh là người mạnh nhất. Thiên ổn. Lần sau tôi sẽ nghiêm túc thách đấu với anh một trận và trở thành đệ nhất thiên ủng chân chính. Đệ nhất thiên ủng quan trọng đi thế sao? Nè Lạc Sát Đà, vẫn còn thì cả ứng viên chứng nhận huy hoàng chờ đón với cậu đó. Hả? Trận đấu của hai người cứ tự giao hẹn với nhau đi nha. Hẹn gặp lại. Giao hẹn sao? Bắt đầu am già, đúng là một người khó đoán. Con thích chị gái đó. Và cả chị ấy chắc có nhiều kẹo lắm luôn. Những lời đánh giá về cậu bột của anh ta xem ra mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối hơn rồi. Đi tới cậu bột, về nhà nào. Quá hợp gần đây với các công hội càng lúc càng đâm mùi thuốc súng. Trong khoảng thời gian lần sách cạnh tranh trên bảng xếp hạng thì thế lực của công hội đã thay đổi hoàn toàn. Lần này đến lượt công hội nào sẽ gây chuyện này? Thần làng. Chắc chắn lại là hội trưởng công hội làng nhà từng thua dưới tay làng sách. Xoài, khổng lồ thì giáp dở trò đi mà. Cứ từ khi trên ảnh của chúng ta vừa dập thì chúng ta luôn ôm lòng thù hận, còn sát nhập sẽ trở thành sát nhập với thần cát, trở thành công hội thần làng như hiện nay. Hết lần này đến lần khác gây chuyện với chúng ta, làng nhà cộng thần cát. Vì để cho làng sách chuyên tâm luyện cấp mà một năm nay anh đã vất vả đối phó với họ. Tôi chỉ đơn giản là nhân cơ hội mà thôi. Đấy là do thế lực của thần làng sau khi sát nhập đe dọa đến vị thế của công hội địa nhất tiền thù. Cho nên hội trưởng của nghiền tính mới đồng ý bắt tì với trên ảnh chúng ta, kiềm hãm thần làng khiến cho họ tạm thời không thể gây ra ảnh hưởng lớn gì. Mà hiện tại chìa khóa cân bằng thế lực nằm ở trong tay thiên tiệt. Công hội giữ lập trường trung lập sau khi các đức quan hợp với công hội làng nhà. Thiên tiệt bỗng chốc trở thành thế lực mà các bên đều muốn lôi kéo. Cho nên chúng ta phải lôi kéo thiên tiệt về phía mình sao? Không. Hội trưởng của chúng ta đã trở về và đã trở thành người đầu tiên đạt tới cấp 100. Thì danh tiếng của làng sách Thiên ủng Đại Lục hiện giờ có thể sánh ngang với Cổ Nguyên Tín. Chỉ còn có làng sách thì tôi tin rằng
Cục diện hoàn toàn sẽ mới được mở ra. Thời kỳ đại công hội sẽ bước vào giai đoạn cao trào mới. Chị Thiên Na, chị ở phân sự giúp em với. Rõ ràng là tôi đã đánh gần như toàn bộ sát thường, tại sao tôi lại không được rồi? Ai bắt nạt tôi đấy sao? Nè nè, tôi cũng là người kết luận sát thường cao nhất mà. Và lại tôi chỉ còn thiếu một món này nữa thôi là thu tập đủ bắp đế thù hòn rồi. Cậu không nhìn cho tôi được hay sao? Đây là báo cáo của các cậu à, tôi cũng không biết nên phân xử thế nào. Hơn nữa, bóp bơ thù hận là cái gì thế? Phiên bản siêu giới hạn bóp bơ thù hận. Hay là thế này nhé, tiểu lô tử em nhường Nalo đi. Đối lại sau này nếu như có trang bị chiến sĩ thì em sẽ được ưu tiên chọn trước, được không nào? Tán thành. Dạ được. Hai người thật sự vẫn còn trẻ con thế nhỉ? Nhưng mà phải công nhận rằng một năm qua họ đã rất cố gắng. Lục đài vào chiến, bản xếp hạng người nghiệp, lục đại thánh nhận. Hai người chiến sĩ Tiểu Lộ Tử và Nalo đang nằm ở trong top 6 của bản xếp hạng người nghiệp. Phó hội trưởng Chị Thủy và phó hội trưởng Lợi Cà Cả còn hơn thế nữa. Lục đại công thủ, tứ đại thần mục, họ cũng đã xuất hiện trong top 6 của bản xếp hạng người nghiệp. Chị Thiên Na, chị đã xem bản xếp hạng người nghiệp mới nhất chưa? Sao vậy? Hát Dữ và Tỷ Lít của đội ảnh cũng đã lục vào top 6 bản xếp hạng người nghiệp rồi. Ngũ đại chiến pháp, lục đại xạ thủ. Tỷ Lít trước kia luôn vướng bận chuyện họ nhóm, có Hát Dữ thì chẳng qua quan tâm đến chuyện gì hết. Không ngờ lại có thể lục vào top 6 trong bảng ở với tốc độ nhanh như thế, lợi hại quá đi. Tại sao họ nhất định lại là do lăng sách? Các thành viên của ảnh đều có chỗ đứng ở cho liên minh tại Thiên Ống Đại Lục. Nhưng còn chị thì hình như chẳng tiến bộ gì cả. Không lợi hại như họ, không có khả năng đối phó với các thế lực khác như phó hội trưởng. Cũng không thể làm tình báo như là giới mạc quân. Tôi cũng suýt quên mất bản thân luôn rồi. Tham vọng nhỏ nhồi của hai năm trước có vẻ cho đến bây giờ vẫn là một điều rất ấu trĩ. Phải chăng tôi chỉ là gánh nặng bị bỏ lại phía sau của ảnh? Chị Thiên Na, chị đừng nói như thế chứ. Mỗi ngày chị đều giúp quản lý hội hàng tá công việc, đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Chẳng qua là chị mong mình có thể làm được nhiều việc hơn. Để chị Thiên Na. Là tin nhắn của lần sách. Hẹn gặp ở phố Dược Thương Mại Dược Vương 206, thành phố Thương Mại Dược Vương. Thật không ngờ, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như Thiên Ống mà Vành Rách lại có thể phát triển thương hiệu dược vườn thành công đến như vậy. Phố thương mại dược vườn chính thức khánh thành. Cả con đường này đều đã vượt qua cách mua lại và gây dựng thành phố thương mại dược vườn. Thiên Na, Lan Sách, cậu ở đâu đó? Quán trường. Lan Sách. Thiên Na, trang phục của Lan Sách cũng trang trọng nhỉ? Dù sao thì Văn Cách cũng đã gửi phục trang tới đến phía mặt thùy. Xem ra Văn Cách đã xem trọng lời khai trương này. Những người khác đâu? Không biết nữa. Chắc là chưa đến đâu. Bây giờ rất nhiều người chờ nhận ra tôi, thế nên tôi mới tranh thủ đến sớm lúc vắng người. Hiện tại thì chỉ có hai chúng ta, để tôi liên lạc với Văn Cách trước. Ai chúng ta? Từ sớm, thuốc thần thánh đặc cấp mà sắp đi nghiên cứu ra cho ra mắt tên trước rất được người chờ ở thế giới dưới lòng đất săn lùng. Đúng như sắp dự đoán, tuy rằng giá thành cao nhưng mà chúng ta vẫn là có một số lượng lớn người tiêu dùng. Vậy mà đến lúc mở rộng thị trường thì chiếc thuốc thần thánh đặc cấp thành hai phiên bản gồm cao cấp và phổ thông, giá cả thì lần lượt giảm 1/3 và 1/2. Nhờ có chúc phúc đặc biệt của shop mà thuốc của chúng ta lại có công dụng hiệu ứng mới. Thuốc giờ chúng ta điều chế chắc chắn sẽ bán rất đắt như tôm tươi. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi phát triển từ tòa thương mại dược vườn đến nay, toàn bộ thương mại đã được thu mua. Sốc quả thực là hạ nữ hoàng thương mại thần mình nhất mà tôi đã từng gặp qua. Là sốc Lăng Sách, họ tới rồi. Sao thế? Sốc Vàng Cát. Sốc Lăng Sách bảo rằng anh ấy phải tránh cái đám đông, không tiện tham gia lật cắt ban thành khánh. Cơ tôi tìm giúp anh ấy một nơi đứng xem từ xa là được. Là người mà ngay cả sớp cũng phải gọi là sớp. Tiêu Lâm, nhờ chị sắp xếp cho tôi nhé, không được chậm trễ. Người đó rốt cuộc có tính cách như thế nào ạ?
Ôi, vâng vâng, vị trí này đúng là không tồi. Lan Sách à, tôi nên cảm ơn cậu. Sao thế? Tôi đang nghĩ rằng phải chăng tôi là người vô dụng nhất trong đời anh, không giúp được các cậu cái gì. Còn thường xuyên nhờ Lan Sách giúp đỡ, tôi rõ ràng mới là chị. Đừng có nói những lời như thế chứ chị Tiên à. Chị là thành viên vô cùng quan trọng của Tranh Ảnh. Không chỉ tôi mà cả chị Thủy và mọi người đều nghĩ như vậy. Nếu như ban đầu chị không tạo ra cho tôi cơ hội chiêu mộ tôi gia nhập công hội, thế thì bây giờ nào có đảm nhiệm vị trí hội trưởng chưa? Người phải nói cảm ơn là tôi mới đúng. Chị không nhận đã tiến cử tôi mà còn luôn lặng lẽ hỗ trợ tôi và công hội. Không có chị thì sẽ không có kênh Tranh Ảnh như ngày hôm nay. Lên Sách, cảm ơn cậu đã cổ vũ cho tôi. Địch Lập, Lên Sách à, giờ này gần đây chị Thiên Hà có hơi lạc lõng, cảm thấy không còn tự tin như ngày trước nữa. Nếu như cậu có thời gian thì hãy cổ vũ chị ấy nha. Chỉ cần chị ấy còn hội trưởng, thật ra có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho chị. Đó là Tilita à, con cá Nalo. Tại sao cô cũng mặc áo sơ mi vậy? Không được à, tôi thích đó. Ăn mặc trang trọng quá xí chút nữa là không nhận ra họ. Ồ, Tilith mặc áo sơ mi ui trông ngầu quá đi. Tilith, Nalo, bên này nè. À, chủ nhân Lan Sách. Ôi, chủ nhân mặc áo vest trông đẹp trai quá xá. Người tới mấy nhà là... là Hắc Vũ. Xem ra, cậu ấy đã đến từ sớm, vẫn luôn được đó quan sát. Đúng là phong cách của Hắc Vũ. Nè, dù à, và anh cách đã tặng cậu trang phục rồi chứ hả? Tại sao lại không đổi? Bắt buộc phải đổi sao? Bắt buộc đổi. Không ngờ Hạt Vũ cũng hợp với mặt vết quá nhỉ? Bắt đầu rồi. Sân khấu có bạn năng... Ừ. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia sự kiện các bạn khánh thành của phố thương mại Dược Vườn. Hôm nay tất cả mọi người, mọi loại thuốc tại phố thương mại đều sẽ được giảm ưu đãi 12%. Ôi Dược Vườn, Dược Vườn, Dược Vườn quá tuyệt vời. Tôi là Vành Cát, xin điện bố. Vành Cát, Level 81, chủ sở hữu phố thương mại Dược Vườn. Phố thương mại Dược Vườn chính thức khai trương. Màu mùa thôi mùa thôi, thời gian đúng là thấm thoát trôi qua. Vành Cát hiện đã là 81 rồi. Trên đó còn nhờ Tiểu Lộ tự dẫn đi thăng cấp, nhưng đều bị Vành Cát từ chối. Không ngờ kỹ năng lại được nâng cao nhanh tới như vậy. Đó là nhờ chúc phúc đặc biệt của Vành Cát. Mới nhớ rằng kỳ trước khi cấp bậc được nâng cao, Vành Cát có tự chọn hiệu ứng chúc phúc tác động lên thuốc. Đôi lúc cũng sẽ vô cùng kỳ lạ, như là thơm hiệu ứng cháy nổ cho đòn tấn công bình thường, hoặc là tỏa ra khí độc siêu nặng, mùi khí di chuyển vân vân. Không biết là Vành Cát hiện tại đã đạt tới giai đoạn này hay chưa? À đúng rồi, tại sao Tiểu Lưu vẫn chưa tới? À nhường đường làm phiền cho tôi qua quái. Ở Vành Cát, là Tiểu Lưu Tử. Đây là hòa tầng cho em nhân dịp mừng khai trương. À, tại sao Tiểu Lưu Tử lại biến về hình dạng trẻ con thế? Cảm ơn Tiểu Lưu Tử. À Vành Cát à, lâu quá không gặp. Nè Tiểu Lưu Tử à, sao lại biến về dạng trẻ con thế? Đó là vì một năm nay tôi đã thức tỉnh thầm kỹ năng mới có thật thay đổi diện mạo. Tôi cảm thấy hình dạng lúc lớn của Tiểu Lưu Tử thu hút hơn. Thật chứ? Nhiều hình dạng sao? Ôi Tiểu Tử à, ngầu quá. Thế thì đổi diện mạo khá thùy. Như thế thì trông đẹp trai hơn nhiều. Sao Vành Cát ơi, phó hội trưởng Tranh Ảnh gửi video chúc mừng. Đó là phó hội trưởng Chi Thủy của Tranh Ảnh. Chào mừng mọi người. Tôi xin đại diện công hội Tranh Ảnh chúc mừng phố thương mại Dược Vườn khai trương hồng phát. Trong tương lai, công hội Tranh Ảnh sẽ hợp tác gắn bó với mật thiết với phố thương mại Dược Vườn. Có nghĩa là phố thương mại Dược Vườn sau này sẽ do Tranh Ảnh quản lý. Ôi lời hại quá. Tôi cũng muốn chuyển công hội sang Tranh Ảnh quá. Lại sao đã, đây là ý định của cậu. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Vành Cát cũng đã đồng ý rồi. Tranh Ảnh chỉ có thêm tài nguyên từ Dược Vườn, còn con phố Dược Vườn này thì do công hội bảo vệ, kết quả đôi bên đều có lợi. Suy nghĩ thời là chu toàn, không hổ là Lan Sách. Lan Sách và tôi và Vành Cát vừa mới ký hợp xong hợp đồng. Vất vả chờ anh rồi, Chi Thủy. Nhưng mà phía bên tôi có một cuộc hẹn của cậu.
Với ai đây? Gia tộc lâu đời nằm giữa vốn quỷ. Trong thế giới thực, gia tộc Đề Lộ. Chị Thủy à, gia tộc Đề Lộ hẹn gặp chúng ta đâu? Tôi nhớ họ gửi cho tôi không đề cập địa điểm hẹn cụ thể. Không đề cập sao? Báo rằng sẽ có người đại diện đến liên hệ với chúng ta. Đại diện ư? Chủ nhân Lan Sách, để tôi dẫn đường cho chủ nhân nhé. Với tư cách là người đại diện gia tộc Đề Lộ, một năm trước trụ sở Tiền Công Hội trên miễu, không biết là hội trưởng Tiền tôi có chuyện gì. Và là về đội ảnh của cậu Đề Lộ Mạnh Naro, có biết danh tính của cậu ấy không? Sao thế? Cậu ấy là một trong những ứng viên của chứng nhận huy hoàng, nhưng đã bị tôi đánh bại. Xem ra vợ cậu vẫn chưa biết. May mắn rằng gia tộc của tôi là cái chút địa vị trong thương trường, nên tôi biết được vài thông tin về người thường không hay biết. Lan Sách, thế như cậu biết thì trong thế giới thực có bao nhiêu gia tộc và tập đoàn lớn? À, đôi lúc cũng nghe nhắc tới vài tên. Tập đoàn Thừa Hoàng, chuyên nghiên cứu và thuốc. Gia tộc Keller là ông trùm ngành sắt thép. Tập đoàn Atom là đứng đầu ngành vận chuyển. Đây là những cái tên nổi tiếng trong thế giới thực. Họ đều là bá chủ một lĩnh vực ngành ngừa nào đó. Cậu nói rất đúng. Tuy nhiên, thế lực đã được công khai này, nhưng mà sau lưng tất cả đều được tài trợ bởi một gia tộc có tên là Đề Lô. Gia tộc Đề Lô à? Không, chính xác hơn là kiểm soát. Cũng không có gì là sai khi nói rằng gia tộc Đề Lô kiểm soát cả mạng lưới kinh tế trong thế giới thực. Đề Lô Na Lô, chẳng phải đó là... Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng, nếu như cái gì dựa với này luôn thì e là sẽ dính ra rắc rối không cần thiết. Không sao, chỉ cần cậu ấy lựa chọn trở thành thành viên của đội ảnh chúng tôi thì chúng tôi vẫn sẽ là đồng đội. Sớm còn đến rồi, thì chà. Hội trưởng Trách Ảnh Lần Sách, mong được gặp mặt đã lâu. Tôi là người phụ trách tiếng ủng của gia tộc Đề Lộ. Đề Lộ Táp. Chà, cha của này lù sao? Đây là hình dạng của một trong những tài khoản của cha tôi. Xem ra ông ấy là muốn dùng hình dạng thật để gặp mặt. Nà lù, cha không thích thái độ bờ cợt này của con. Hãy chú ý tới thân phận của mình. Chà. Tiểu thừa Táp à không. Thưa ngài Táp, xin hỏi ông hẹn gặp tôi là có điều gì chăng? Chúng ta sẽ không lãng phí thời gian. Hội trường Lần Sách, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nha. Gia tộc Đề Lộ dự định đầu tư vào công hội Trình Ảnh. Dựa theo giá trị hiện tại của Trình Ảnh thì chúng tôi sẽ trả giá cho cậu một con số vô cùng hấp dẫn. Cậu hãy yên tâm đi, cậu vẫn là hội trưởng của công hội Trình Ảnh và danh tiếng của cậu cũng sẽ được nâng tầm. Thì Nhật phải đảm bảo rằng gia tộc Đề Lộ là cổ đông lớn nhất đối với phố thương mại và dược vườn mới khai trường, hoặc là đối với các cậu mà nói thì đây là thời điểm vô cùng quan trọng. Bất cỡ là thế giới thực hay là trò chơi, nếu như muốn sau này có thể chạm đến đỉnh cao thì các cậu không thể nào bỏ lỡ mất sự giúp đỡ của gia tộc từ chúng tôi. Tôi tin rằng điều kiện tôi đưa ra sẽ mang lại lợi ích cho các cậu và đội bên chúng ta đều đạt được điều mình muốn. Không hổ là dành là gia tộc đệ nhất, chỉ vừa mới công bố hợp tác giữa Trinh Ảnh và Dược Vườn. Nhìn tư thế mà họ đã đến hồi thấy cơ hội kinh doanh. Nếu như mình không sống lại và đã dự tính được một số chuyện thì quả thật không thể nào đồ lại với khả năng quan sát và đầu óc mưu mô của họ. Muốn lập tức nắm quyền kiểm soát Trinh Ảnh và Dược Vườn, đây đúng là phong cách của nhà tư bản. Vậy nếu như tôi từ chối thì sao? Từ chối ư? Cậu nghĩ rằng với tình thế hiện tại trong trò chơi, cậu còn có sự lựa chọn nào khác tốt hơn sao? Có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu rõ về gia tộc Đề Lộ chúng tôi. Cậu có biết rằng vô số người cao khác đưa chúng tôi để mắt tới cậu. Bất cỡ là ngoài thế giới thực hay là trong trò chơi, cậu đều sẽ nhận được tài trợ cao cấp nhất. Đương nhiên, nếu như cậu không biết trân trọng tấm lòng này, thì cậu chính là kẻ đối địch với cả thế giới. Chưa nhận, cha nói không sai. Đa số tài nguyên trong thiên ống đại lục đều bị thâu tóm, kể cả công hội Đề Nhất. Công chí là một đại diện do họ thì mới nuôi dưỡng trong lĩnh vực trò chơi thiên ống đại lục mà thôi. Tôi tin chắc rằng hiện tại thiên ống đại lục không có thế lực nào muốn đối địch với chúng tôi.
Cậu chỉ là một người thông minh, chắc hẳn là nên rõ nên quyết định như thế nào. Đúng vậy, kiếp này tôi nên biết lựa chọn ra sao. Mục tiêu của mình, tôi rất muốn trở thành người đầu tiên từ chối gia tộc của ông, chính là Địa Nhất Thiên Ủng. Chú nhận, đi là lời tuyên chiến của cậu ư? Lan Sách, cậu thực sự đã từ chối như thế sao? Tuy rằng thực lực hiện tại của chúng ta cũng yếu, nhưng mà nếu như gia tộc Đi Lù muốn chiến chúng ta sụp đổ, thì họ nhất định sẽ lợi dụng khả năng tài chính hùng hậu của mình để thu mua các hội nhóm và phối hợp với thiền thủ chèn ép chúng ta từ mọi phía. Mối quan hệ hữu nghị duy trì suốt một năm này của thiền thủ xem như là đổ sông đổ bể. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Lấy nào để cho gia tộc Đi Lù nhúng tay vào quản lý tranh ảnh và dược vương? Còn có một số chuyện chúng ta không thể né tránh được. Lần sách, hiện tại nào lù cậu ấy nè lù chơi thì cũng đã chơi đủ rồi. Đến lúc rời khỏi tranh ảnh và trở về thiền thù, mau cùng ta rời khỏi nơi này. Con đừng có quên thân phận của chính mình. Không, thưa cha, lần này con sẽ kiên trì với ván cờ đầu tư của mình. Con tin tưởng chủ nhân Lần Sách, con tin tưởng phán đoán của mình và sẽ kiên trì tới giây phút cuối cùng. Chẳng phải đây chính là điều mà gia tộc đã răn dạy chúng ta từ nhỏ sao? Con ghét bị gia tộc kiểm soát cuộc sống của mình. Khó khăn lắm thì mới gặp được người thú vị như vậy. Con muốn tự bước đi trên con đường do bản thân lựa chọn và quyết định. Con tin rằng chủ nhân Lần Sách sẽ chiến thắng kênh mặt này. Xin hãy tin tưởng là lù. Đó là thành viên của đội ảnh chúng tôi. Lần Sách à, cậu định đi đâu thế? Đến tìm người chúng ta còn. Các đồng minh. Cậu nói cái gì cơ, Lần Sách? Hội trưởng Thiên Tiệt Đồng Bộ Thường Vận, cậu muốn tranh ảnh và Thiên Tiệt Thần Làng kết thành đồng minh sao? Tuy hội trưởng của làng nhà trước kia Xoay đã mất chức hội trưởng, nhưng mà do tầm ảnh hưởng của thực lực và danh tiếng, hiện vẫn đảm nhiệm vị trí cấp cao tại Thần Làng. Thần Làng, Thần Cát. Sau khi Thần Làng thành lập thì đã tạo quy mô lớn chưa từng có. Vườn hoa trụ sở công hội Thiên Tiệt. Cậu dựa vào đâu thế, Lan Sách? Bấy lâu không gặp, cậu đột nhiên chạy đến đưa ra đề nghị này, thật khiến cho tôi không kịp trở tay. Cậu cũng biết gần đây có rất nhiều người muốn lôi kéo Thiên Tiệt, tôi đều đã từ chối. Tuy nhiên, nếu là Lan Sách vậy thì tôi rất hoan nghênh bất tùy với tranh ảnh. Nhưng mà muốn tranh ảnh và Thiên Tiệt và Thần Các hợp tác vì nhau. Cậu vẫn còn nhớ chuyện một năm trước tôi đã gây thù kết oán với So chứ nhỉ? Anh ta sao có thể đồng ý được? Đó chính là hiện tại Xoài không phải là hội trưởng công hội, tuy gọi là sát nhập nhưng thực chất là làng nhà gia nhập vào Thần Cát. Mặc dù Xoài vẫn là một trở ngại lớn, nhưng mà chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà tôi dựa vào đâu để tin tưởng cậu? Dù tôi rất tán thưởng cậu, nhưng mà đối với Thiên Tiệt việc này tồn tại rủi ro quá lớn, chúng tôi không có lợi ích nào. Tôi đoán là cậu tín nguyện của thiền thụ chắc hẳn đã tìm đến anh rồi. Thiên Tiệt à, các anh vẫn chưa có câu trả lời là vì không muốn bị thiền thụ quản lý. Nhưng một năm qua thiền thụ chiêu mộ khắp nơi, lôi kéo được rất nhiều công hội nhỏ có tiềm năng, thực lực hiện nay mạnh hơn so với một năm trước. Có lẽ công hội Thường Vận cũng cảm nhận được áp lực năng nề này. Cho dù là như vậy, Dược Vương, tôi tin rằng hội trưởng Thường Vận đã biết chuyện trên ảnh chúng tôi hợp tác với tổ chức thương mại lớn nhất thì ổn. Chỉ còn Thiên Tiệt liên thủ với chúng tôi, Dược Vương sẽ trở thành hậu thuẫn đắc lực cho các anh. Hãy tin tưởng tôi, hội trưởng Thường Vận. Trên ảnh chúng tôi cũng bị gia nhập gia tộc Đề Rồ đứng sau thiên thù y hiếp. Hiện tại chúng ta đang ở cùng một tiền tuyến. Chúng ta đều không muốn bị chìm lấy, vậy thì phải cùng nhau lật đổ họ. Sao lại như thế được? Thử thách đấu Xoài đại ca đã gửi cho trình ảnh suốt một năm qua đều bị phát tán đến diễn đàn thiên ủng. Trong đó còn ghi rõ cá nhận cá cược của Xoài đại ca, yêu cầu là sẽ chấp nhận thách đấu với anh tại địa bàn hiện nay của Thần Cát. Nếu như thua thì cậu sẽ phải quỳ xuống liếm giày, còn nếu như Xoài đại ca thua thì anh sẽ đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Hình như trước kia trong lúc kích động đã từng gửi những lời này để khiêu khích.
Chuyện này chắc chắn là trên ảnh đã tuồn tin nhắn lên diễn đàn. Coi thứ thần cát đã tặc Liver 91, đội trưởng đội ám sát. Rốt cuộc là không giỡn trò gì. Có liên quan gì chưa? Dù sao thì lần sạch cũng không tới. Cả năm này tôi đã gửi biết bao nhiêu thừa thạch đấu. Lần nào cũng bị cái tên Chí Thủy kia dùng thủ đoạn để tranh né. Khổng lồ thiệt giáp xoài phó hội trưởng thần cát. Chiến sĩ tành Liver 99. Nếu như không phải do hội trưởng không muốn trực tiếp đối đầu với trình ảnh, thì tôi sớm đã sang bằng trên ảnh để báo thù. Không, em nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy. Lan sách cậu ta đã một cửa lắm. Tin nhắn đã bị tung ra như vậy thì chắc chắn có mưu đồ gì đó. Hay là chúng ta tìm hội trưởng thương lượng? Không được. Không được để hội trưởng hiện tại của chúng ta chê cười. Chúng ta phải giữ lấy niềm kiêu hãnh của làng nhà hội tử. Vâng. Hơn nữa, nếu như lần sách ngu ngốc đó thực sự dám đến đây tự tìm cái chết thì tôi sẽ nghiền nát cậu ta. Hiện tại lần sách là người đầu tiên đã tới cấp 100. Cậu ta dựa vào thực lực bản thân để sánh vai với vận mệnh sư cỡ nguyện tính của công hội địa nhất. Nếu như tôi có thể hạ gục cậu ta thì không những có thể máu thù mà còn giúp tôi từ nhất trở thành siêu sao mới của thiên ủng. Và rất có thể vào danh tiếng đó mà tôi sẽ lại một lần nữa đảm nhiệm vị trí hội trưởng. Càng nghĩ sẽ càng cảm thấy đây là một cơ hội trời ban. Nhân cơ hội này mau chóng đáp lại những tin tức ngoài kia, để cái tên ngạo mạn đó đến địa bàn của chúng ta thách đấu với tôi. Nếu như cậu ta không dám đến thì chúng ta sẽ dè biểu cười nhạo cậu ta. Còn nếu như cậu ta dám thì thường là chúng ta người đông, một mình cậu ta xông vào đi, khác gì tự chui đầu vào lưới. Trên ảnh đúng là ngu ngốc, tưởng rằng tung tin như thế sẽ dò được chúng ta. Lần này tôi sẽ ăn miếng trả miếng. Nhưng mà đại ca, lần sách cậu ta không hề đơn giản. Tuy có mỗi chúng ta nhiều người, nhưng mà không mấy ai có thể đấu được với cậu ta. Em sợ. Cậu sợ gì chứ khỏi thử? Cậu đã quên mất cậu là đội trưởng áp sát hay sao? Một năm này tôi đã dùng không ít tiền để thừa sát thủ vô cùng lợi hại. Ý của anh là bằng mọi giá hãy gửi top 1 bản xếp hạng sát thủ bác sĩ lạc xoáy Class đến nghe lệnh của tôi. Cho dù bị người khác nói là thâm độc, tôi cũng mặc kệ. Quy luật của trò chơi này không, của thế giới này, chính là thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu như tôi dự đoán, cái tên sò vô trị đó đã dính bẫy rồi. Lệnh cha đạt có thực sự tự tin có thể một mình sống vào thần làng ư? Hay là tôi bảo đội anh chuẩn bị? Không cần đâu. Tôi đã phân tích qua bản đồ hiện tại của công hội thần làng. Đây là ngón cái nhận giúp tôi và soi. Tôi đoán là hội trưởng thần làng và các nhân vật cấp cao của nguyên thần cát sẽ không nhúng tay vào. Cho nên kẻ địch mà tôi phải đối mặt chỉ là những tên tướng bại trận của làng nhà. Sao cậu thì chắc chắn là sẽ không có trông nhòi vào cuộc chiến giữa hai công hội? Bởi vì công hội địa nhất sẽ mượn gió bẻ măng. Thần làng không có lý do nào để tự đệ mình rơi vào tình thế lưỡng bại cầu thường cùng tranh ảnh. Chỉ còn loại bỏ được cái gai xoay thì cơ hội hợp tác với thần làng sẽ tăng cao. Đây cũng chính là biện pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra để chống lại công hội địa nhất thiên thù. Chị Thị, giúp tôi suy nghĩ một khẩu hiệu thật hay cho lần đột nhập thần lang này nhé. Tôi phải khiến cho toàn bộ thiên ủng chú ý tới sự kiện này. Đã rõ. Xung quanh chi nhánh công hội thần lang, trụ sở công hội là nhà cũ. Cảnh giác đột mã dẫm trường tập kích. Hội trưởng Trình Ảnh thật sự một mình xông vào trụ sở chúng ta. Không biết khi nào nữa, cả tuần vẫn trèo bảng nhắc nhở tập kích. Cậu có nhìn thấy mấy người canh gác kỳ không? Thấy cả ngày cả đêm lẫn đuối sức rồi đó. Bỏ thì thôi, phó hội trưởng Sòi cực kỳ xem trọng chuyện này. Chắc chắn rằng hội trưởng Trình Ảnh sẽ đột nhập tấn công, áp lực lớn đè nặng lên các thành viên ở trong công hội. Anh ấy bảo rằng lần này phải nghiền nát lần sách. Bên ngoài thành lại vây đầy những người chờ rảnh rỗi là muốn đến hóng chuyện, nhưng đều bị cản lại bởi hàng rào phòng thủ được gia cố. Có nhất nhiều tay mắt như vậy, tôi thắc mắc là hội trưởng Trách Ảnh làm thế nào có thể đột nhập vào được đây. Đồng thế, tôi nghĩ mọi người chỉ có thể làm quá lên thôi. Tên Chi Thủy đặt trò lần hành động này cảnh giác đột mã dâm trường tập kích. Xem ra anh cũng là fan của Tam Quốc à. Cổ cáo chuồng ác mà, muốn lấy ông vợ thật là dễ dàng. Với lại những ngày qua, tin tức người kia đã đưa cho đội trưởng Sòi vào trạng thái càng như là dây đàn.
Có vẻ như họ đã đuổi sức rồi. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để đột để xâm nhập. Quyết định thắng vào trụ sở của kẻ địch. Bắt đầu trò chơi rồi. Latika rồi, phiền chết đi được. Có đột nhập hay không chưa? Tôi đến rồi đây. Hả? Ai đến? Noberser. Kết quả áo tròn ác mà. Xem ra lần này xoay thực sự đã chuẩn bị kỹ càng. Không ngờ còn tốn tiền thua cả Noberser hồ vơi cấp ca tuy. Xem ra áo tròn ác ma của mình không phát huy được tác dụng rồi. Nếu như mà bây giờ bị phát hiện thì giờ rạc rối. Con đường này có vẻ khả thi. Mà theo như điều tra trước đó thì tòa thành của làng nhà cố sẽ được chia thành thành ngoài, thành lầu, thành chính. Biến thể nguyên tố, cơ thể sấm chớp, bối thích. Lên đi đó. Cơ thể nhảy qua rồi. Tại trụ sở. Đối với người có vũ khí cấp thần thoại như mình mà nói, thì những người chơi cấp thấp thì chẳng đáng để đếm xỉa tới. Tới đây nhiều qua đó là sẽ đến căn cứ Freud rồi. Có vẻ như hiện tại không ai phát hiện ra. Cảnh báo xâm nhập. Áo trụ ác ma bị phát hiện à? Ai đó? Có người xâm nhập ở thành phía lầu. Xem ra là có người đã nhìn thấu kế hoạch xâm nhập của mình. Tiếp theo, đây thực sự là một màn đối đầu. Độc mã dậm trường. Cảnh báo, thực sự tập kích sau. Ở phía thành lầu kia, người Mỹ lại chìm phóng viên diễn đàn thì ổn. Nè, cậu mau sang đó. Xung quanh tòa thành đều hiện mật cảnh cáo. Xem ra hồi chiến tranh anh thực sự một mình đã sống vào trụ sở. Mọi người, mở diễn đàn xem. Bút lên chim theo chân độc mã dậm trường đã bắt đầu rồi. Cảnh tượng này là tất cả đều là thi thể. Ây da, đó chính là ác ma sao? Dấu ấn tín đồ linh hồn sau 10/10. Thật sự cảm ơn các cậu đã tự đến nộp mạng. Tiếp theo đây mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một mình hạ gục hết bấy nhiêu người chơi sao? Ui, hội trưởng tranh ảnh quá như là danh bất hư truyền. Lợi hại quá. Hả? Đang phát lời chim à? Tuy rằng thời gian dự kiến sớm hơn dự định, nhưng mà cũng không sao. Cố gắng thì mau hiện thân đi. Ẩn ẩn nắm nấp thì có gì mà hay chưa? Cậu là lần sách danh tiếng lẫy lừng. Chỉ một mình cậu mà lại có thể hạ gục được một nửa số thành viên của công hội. Tôi nào dám để lộ bản thân chứ? Bất kể là trong giới đào tạo hay là trong cộng đồng người chơi danh tiếng của cậu cũng không ai không biết được. Nhưng mà tôi hoàn toàn tự tin có khả năng ám sát của mình. Tôi không nghĩ rằng có người nào đã xuất sắc hơn tôi ở trong phương diện này. Không cảm nhận được nước đi tiếp theo à? Thú gì đấy? Chỉ cần tập phán đoán được phạm vi tấn công của cậu ta. Dự kiến là sẽ hướng 10 giờ đến 1 giờ. Mà điểm đứng chỉ có thể là bên đó. Sợi ẩn phản giáo. Thông báo, sợi ẩn phản giáo là khi kích hoạt kỹ năng, khả năng né tránh của bạn sẽ được tăng lên 100%. Trong vòng 6 giây tiếp theo thì một đòn tấn công vật lý đều sẽ gây không ảnh hưởng đến bạn. Sau khi né tránh thành công thì bạn có thể lựa chọn ra đánh trả đối thủ hoặc là không. Tốn được không được à? Cô bộ. Cô nhóc đó là ai vậy? Lần sách lại có thơm kỹ năng kỳ lạ. Là sói phục kích mình à? Triệu hồi kỵ sĩ quy hoàng. Kỵ sĩ quy hoàng, cô một giữ cho một họ. Phải tôm lấy cái tường đã ẩn nấp bất cậu ta hiện như hình. Lại nữa rồi. Phương hướng lần này là hướng 7 giờ à? Hả? Sớm chớp, siêu trường. Vì lý do danh tính, lần sách tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi. Bác sĩ làng xoáy, khoảng cách xa như vậy là ai thế?
Hiệu ứng tàng hình ẩn thần đã biến mất, đòn tấn công rất là dứt khoát. Cậu ta lại là sát thủ top 1 trên bảng xếp hạng sát thủ, bác sĩ Lan xối cách. Không ngờ lại mời cả thủ ám sát tới, thần Lan đúng lỡ giết người quá đáng. Chẳng phải bảo một mình được, còn có trợ thủ nữa ư? Họ cũng mời sát thủ là cậu đi thủy. Họ nhìn quá. Sát thủ top 1, xem như là công bàn cho đôi cả bên. Linh hồn kích sát. Cái gì? Chỉ với một đòn? Chứ dù tôi biết trước cậu không hề tầm thường, nhưng mà không ngờ cậu mạnh đến như vậy. Tôi thua rồi. Sát thủ ám sát thất bại, không còn lý do gì để sống. Hãy ra đồn kết liễu tôi đi. Cường một, không, đó là kỳ giá. Thịt, lại là cái tên triệu hồi đáng ghét này. Không được ngày càng trở hết cho chủ nhận. Đi. Này nhóc con, anh đây đã nghiên cứu nhóc như là bất chích một con bò thôi. Còn thời bé tí mà ý lực của kỳ nạn lại mạnh tới như thế sao? Đừng hòng làm con gái của tao bị thương. Lại là cái quái gì nữa đây? Nhân loại chết tiệt. Luyện tập hoàn thúc. Năng lượng ác ma lồng lộng của cây già đã hồi phục rồi sao? Nhưng mà lực sát thương này, ôi cũng kinh khủng quá rồi. Ôi đáng sợ quá, đấy là quái vật ư? Tôi từng thấy qua kỹ năng này rồi. Lần trước khi tôi theo trốn tiểu thốn đi chinh phục bó cấp lệnh chúa, bó đó cũng có kỹ năng giống hệt như vậy. Hả? Bó cấp lệnh chúa ư? Hình như được gọi là ác mà lồng lần, nhưng bên ngoài của cụ ta sao hoàn toàn khác với lần trước. Không cần thiết có phải bó hay không, cứ đi của cụ ta tiếp tục tấn công loạn xạ như thế thì căn cứ của tôi sẽ bị đánh sập mất. Xong lớn hết cho tôi. Phó đội trưởng à, chúng ta đánh không lại cụ ta. Chờ, lần sách lấy làm thế nào lại có được sinh vật triệu hồi thế này? Mật kệ ngươi lại, đừng hòng phá vỡ hớp phòng ngữ của ta. Tình to có nhà người muốn đã thương con gái của ta ư? Chốt đi. Khất trường. Sức mạnh này nằm ngôi sức tưởng tượng rồi. Ui cũng lợi hại quá rồi. Không hổ danh là ác mà lùng lần. Hả xôi đi ca. Nửa kỳ là sao đây? Tranh thủ lúc xoài bị thương nặng thì cậu hãy mốt kích liễu anh ta đi, rồi chuyện này sẽ kết thúc. Đừng có chấn được. Tôi thì lại có một ý định thú vị hơn. Tên khổng lồ này thật là phiền phức. Trời đừng coi thử à, có chân phía sau lưng. Muốn định lén rồi. Ám ảnh tập kích. Ám ảnh tập kích khó mục tiêu kẻ địch. Cô lập và cuốn lấy kẻ địch vào trong không gian bóng tối. Không gian bóng tối chỉ ẩn số nấp của bạn tăng lên gấp đôi. Chỉ số phòng ngự của đối phương giảm đi 30%. Cô lập trong không gian ư? Đừng lục lắm, để tôi xử lý cậu. Tôi tìm anh là để đưa ra lời đề nghị này. Bây giờ anh không phải là đối thủ của tôi đâu. Khôi thử. Bỏ kiếp. Tốt thay, anh vẫn chưa hiểu à? Chúng ta đã không còn cùng đẳng cấp nữa rồi. Tôi không cần dùng đến tốt tài để đối phó với anh. Hãy hợp tác với tôi, khôi thử. Hợp tác ư? Tôi muốn bắt tay với thần là cùng nhau chống lại thiên thù. Nhưng mà số đề cài của anh lại không phải là người si tính kỹ càng. Tôi cần có một câu nói. Chính là anh. Dạ. Dùng hết năng lượng rồi, à cho chết tiệt. À mẹ ơi, mày không được tùy tiện sử dụng năng lượng đấy đâu. Mọi người nghe lệnh, bảo vệ bọn chúng. Không cần lại hát nữa đâu, hãy nhìn xem đi. Hả, những người khác đâu rồi? Khỏi thử đi đâu rồi? Hiện tại anh đã
đơn độc một mình rồi. Phải cảm ơn kỳ già trước đó đã khiến cho anh bị thương nặng, dập tội rút ngắn thời gian kích liễu anh. Đoàn tấn công cộng dồn của vũ khí toàn đánh, anh vẫn có thể cầm cự được, không hổ danh là xoay khổng lồ, lại có khả năng phòng ngự đứng đầu thiên ủng. Đừng có xem thường lòng căm hận đối với cậu mà tôi đã tích tụ một năm qua, chuyển đổi phòng ngự thành kết tán tàn phá lần sách. Sức mạnh kinh khủng quá. Lần sách à, cậu đừng có nên quá kinh sức. Dù sao thì Sòi cũng là hội trưởng của Tiền Làng Nhà. Một năm không gặp mà cậu vẫn trốn chui trốn lũi như chuột cống sao, không dám đối mặt trực diện với tụi ưu. Tôi không ngần ngại sang bàn căn cứ của mình để tóm lấy cậu đầu Lan Sách. Công nhận rằng một năm qua ý lực của anh đã tăng lên đáng kể, nhưng mà cũng chỉ giới hạn trong con số cấp bậc của anh mà thôi. Đầu óc của anh vẫn chẳng có tiến bộ gì. Anh đã quên mất lý do lần trước mình thua rồi à? Chiến sĩ nổi khắp thiên ủng có khả năng phòng ngự mà lấy chiến đối phòng ngự thành tấn công. Để tôi lợi dụng thời cơ cho kỹ năng xâm nhập vào trong cơ thể của anh, giống y như là cách lần trước mà tôi đã hạ gục anh, khiến cho phòng ngự tuyệt đối mà anh vô cùng tự hào tự lộ ra điểm yếu. Tính mạng của anh sẽ trở thành một con cờ quan trọng trong kế hoạch của tôi. Linh hồn kịch sát. Lần sách tôi hỏi cậu, khó thử cậu ấy phản bội tôi sao? Đừng cố gắng nữa, anh không phải là đối thủ của tôi. Anh biết rõ lựa chọn nào là tốt nhất. Khỏi thử, tôi sẽ không phản bội lại số địa ca. Trước kia nhờ có anh ấy mà khai sáng, giúp tôi từ một người chơi bình thường như tôi từng bước có một ngày như hôm nay. Ơn nghĩa này tôi sẽ không bao giờ quên. Vậy cậu cam tâm trơ mắt nhìn số địa ca của cậu sát nhập Làng Nhà một cách vô ích chỉ để báo thù à? Rồi à, có phải là một lãnh đạo tốt hay không thì trong lòng cậu tôi biết rõ. Lần này để đề phòng tôi xâm nhập và đã đạt được mục đích của mình, không ngần ngại bóc lột thời gian của các thành viên, buộc họ phải phục tùng chế độ canh gác vô lý. Điều này đã làm trái với nguyên tắc tận hưởng niềm vui trò chơi của đa số người chơi. Nhưng mà những người chơi khác ở trong gà cửa sớm đã lên tiếng bất bình. Cậu là đội trưởng, không lý nào lại không biết được. Người không có tài vốn không nên nắm giữ chức vị cao. Hãy bắt đầu từ bây giờ, bước đầu tiên coi thử, đưa ra quyết định theo đúng tiếng lòng của mình. Đây cũng là cách để giúp anh ấy. Không có, đỡ không phản bội anh. Khôi thử đã chọn chết ở trong tay tôi. Còn những cấp dưới khác của anh đơn giản là vì sợ tôi và bất mãn với anh, cho nên không muốn đâm đầu vào chỗ chết. Có vẻ tôi không phải thực sự là một lãnh đạo tốt. Khôi thử à, chúng ta lập công hội đi. Tại sao số đề ca? Tên công hội sẽ là gì thế ạ? Tên là Làng Già. Lần chết à, tôi thua rồi. Có chơi thì có chịu, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Nhân loại à, sau này cậu còn dám đẩy con gái của tôi vào chỗ nguy hiểm thì tôi xí nát cậu đó. À, biết rồi. Cập nhật trực tiếp của hội trưởng trên ảnh đã hoàn thành lời thách đấu. Hạ gục phó hội trưởng Tần Lan, quỳ lợi hại quá. Lần sách lại hoàn thành một kế hoạch một cách hoàn hảo. Sức ảnh hưởng của Lai Chìm lần này hắn là đã đưa vị thế trên ảnh của chúng ta lên một tầm cao mới. Nhưng mà phía thiền thù có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Thế như tôi nghĩ thì trận đấu giữa các công hội sẽ tiến sớm vào giai đoạn căng thẳng tột độ. Thật sự đã làm được rồi. Xem ra mọi việc đều diễn ra theo đúng như kế hoạch. Bận hộp tiểu thốn. Không đơn giản chút nào lần sạch. Xem ra phải viết báo cáo chi tiết với hội trưởng. Hy vọng hội trưởng sẽ cùng có những suy nghĩ kỳ lạ. Rồi Lăng Sách Khôi Thử đã nói cho tôi biết ý định của cậu. Rồi tôi nhận thua và sẽ không can thiệp vào kế hoạch lôi kéo Thần Làng của cậu. Rồi hơn nữa đây đã không còn là chuyện lý do tôi quản lý. Tôi đã giúp cậu hẹn gặp hội trưởng tại trụ sở của tôi. Đây là việc cuối cùng tôi có thể làm được với tư cách là phó hội trưởng. Vậy thì tình báo chính xác, Sơ đã từ bỏ chức phó hội trưởng. Lần thất bại này của Sòi chắc hẳn là đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Thần Làng. Để hết trách nhiệm cho Sòi gánh vác, từ chức phó hội trưởng,
cũng là một biện pháp sản xuất. Mà hội trưởng thần cát của kiếp trước cũng chính là hội trưởng thần làng của hiện tại, cả hai đều đã sắp vào ngũ đại công hội. Hòa Tiểu Dạ, người vô cùng xem trọng việc ẩn giấu hành tung, chắc chắn không đơn giản. À, xin lỗi, tôi điên trễ. Hòa Tiểu Dạ, cấp 99, hội trưởng công hội thần làng. À, thật là ngại quá, lần đầu tiên gặp mặt lại có ấn tượng không tốt, hy vọng cậu bỏ qua. Lần đầu tiên mình gặp hội trưởng thần cát của kiếp trước, không ngờ ngoại hình lại đáng yêu tới như vậy. Ừ, tại sao cậu ấy cứ nhìn chằm chằm mình như thế chứ? Trên mặt mình có dính thứ gì sao? À không không, mình và cậu ấy hẹn gặp mặt thì chắc chắn là nhìn mình rồi. Mình đang nghĩ gì thế này? Tuy là tôi đến trở, nhưng mà hội lân trưởng lân xích cái nhìn tôi như thế, tôi rất ấy nấy đó. Tôi không có ý đó, chỉ là tôi không ngờ ngoại hình của hội trưởng Tiếu lại theo phong cách đáng yêu mà thôi. Dễ thương khen mình á? Có tình cảm với mình nên mới khen mình dễ thương ư? Thích mình sao? Yêu nhầm từ lâu ư? Tỏ tình là muốn kết hôn với mình sao? Hòa Tiếu Dạ mặc chứng hoang tưởng giai đoạn cuối áo tướng về tình yêu. Cậu gan dạ từ đó, rõ ràng mới lần đầu gặp mặt mà đã tôi yêu cầu cao lắm đó. Hả? Sao cơ? Yêu cầu cao sao? Tôi đã nhận thua và đáp ứng yêu cầu của tôi đối với những đề nghị tôi đưa ra lần này. Lấy nào hội trưởng Hòa Tiếu Dạ cho rằng tôi vẫn chưa đủ tư cách sao? Thẳng thắn như vậy luôn sao? Đã có ý định kết hôn với mình từ lâu rồi. Hơn nữa tôi tình lại tự tin táo bạo đi như thế, ui thật tình là xấu hổ quá đi mất à. Không phải là chưa đủ tư cách, chẳng qua là có phải là hơi gấp quá không? Hả? Gấp? Không gấp đâu, tình hình hiện tại rất là cấp bách mà. Hãy tin tôi đi, chúng ta chỉ cần kết hợp lại thôi. Dựa vào sức mạnh của chúng ta thì cho dù có hội đi nhất thì chúng ta cũng sẽ không phải e ngại điều gì. Kết hợp? Toàn bộ những câu cuối chỉ nghe mỗi từ kết hợp thôi, đây chính là định mệnh của chúng ta sao? Là hợp thở. Tôi muốn gặp hội trưởng của các cậu. Anh là sợi khổng lồ vườn hoa trụ sở công hội thiên tiệt. Kết hợp sao? Ôi tiến triển như thế này có nhanh quá không? Vì muốn được ở bên mình mà. Ôi thiên thù, cho dù bị thức lực lớn mạnh như công hội đệ nhất phản đối, cậu ấy vẫn kiên quyết yêu mình sao? Ôi chàng trai này thật sự là dũng cảm quá đi. Cậu đã nói như thế thì tôi làm sao có thể mà từ chối được chứ? Hả? Cho nên là đồng ý rồi sao? Sao nhanh quá vậy ta? Không ngờ họ trưởng Hoa Tiếu Dạ lại không hề sợ hãi thiền tù, quả nhiên không phải là người đơn giản. Hiệp ước đồng minh ký kết hoàn tất. Hội trưởng y Hoa Tiếu Dạ kiểm tra lại đi nha. Lẽ nào đây chính là điều hay được khắc đính trong tiểu thuyết ư? Hiệp ước đồng minh, nhưng mà triệu chứng ảo tưởng tình yêu Mark Liver, hôn ước đồng minh. Hiệp ước đồng minh là minh chứng cho quan hệ giữa đôi bên, xác định quan hệ thỏa thuận hôn ước. Hồi chỉ mới gặp lần đầu thôi mà cậu ấy đã chuẩn bị sẵn hôn ước luôn, đúng là thiệt quá bá đạo rồi đi mất. Thì chính là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình đi mà. Hồi em sẽ thuộc về anh. Không ngờ chuyện này lại thực sự xảy ra với mình. Trước giờ chưa có chàng trai nào lại tự tin nhiệt tình tới mình như vậy. Chỉ mình cậu ấy. Thần làng và trên ảnh chính thức trở thành đồng minh. Hả? Chúng ta và trên ảnh là đồng minh với nhau rồi ư? Ôi vãi, mình còn đang đàm phán với Thiên Thu mà, sao kết thành đồng minh nhanh như vậy chứ? Hội trưởng à, chắc chắn là bệnh cũ tái phát rồi. Thông báo hệ thống, thần làng và trên ảnh chính thức trở thành đồng minh. Không ngờ ký kết hôn đồng minh với thần làng lại nhanh tới như thế. Thần lân sách quá thật là tài năng. Theo tôi nghĩ thì không hẳn là do tài năng của lân sách đâu. Hợp tác, muốn cùng mình làm điều gì đó, chứ dù anh ấy không phải hình mẫu lý tưởng của mình, nhưng mà mình không thể từ chối tình cảm của anh ấy. Sao cờ, thì ra anh có tình cảm với tôi ư? Tình đồng phương tha thiết của anh làm tôi cảm động quá. Tôi đành phải dùng tấm tâm lòng bao dung của mình để chăm sóc cho lăng già. Hả? Ghê quá gì thế này? Cô gái đó luôn hành động theo cảm tính của mình, chẳng qua là cách thức hơi đặc biệt một chút mà thôi. Vậy anh còn... Còn anh thì sao hả xoay? Lần này anh đến không phải là để hòa giải với tôi đâu nhỉ? Hiện tại trên ảnh tuần làng và thiên tiệt các cậu đã trở thành đồng minh, thì tôi có cần một chuyện trợ giúp. Anh muốn tôi dựa vào mối quan hệ đồng minh này để giúp anh lấy lại chức phó vị hội trưởng của tuần làng sao? Không, tôi đã không còn để ý tới điều đó. Vậy là... Khôi thử.
Tôi muốn nhờ cậu đề bạc với hội trưởng Hoa Tiếu Già để có tự thử nhận vị trí phó hội trưởng thầy cho tôi. Tôi không muốn các anh em làng nhà của tôi trở thành bia đỡ đạn trong trận chiến này. Trong các thành viên của làng nhà cũ thì chỉ có cô thử mới có khả năng này. Cậu ấy hiện tại thì vẫn là cần thêm sự trợ giúp từ bên ngoài. Tôi muốn giữ vị thế cho làng già ở trong hàng ngũ cao cấp. Sawyer, hãy cho tôi một lý do tại sao tôi phải giúp anh. Cậu cũng biết là đối thủ lần này của chúng ta là thiên thủ công hội địa nhất nắm giữ phần lớn tài nguyên tiền ổn. Một năm nay, có nguyên tín liên tục sát nhập với công hội và hội nhóm nổi tiếng có quy mô tầm trung và thiên thủ. Khi làng nhà gia nhập vào toàn cát, thực lực quả thật là có thể so sánh ngang với thiên thủ. Nhưng theo như tôi thống kê thì thiên thủ hiện nay đã mạnh lên gấp 3. Đồng bộ thường vần, tôi hỏi cậu, cậu thực sự tin rằng kế hoạch của làng sách có thể giành được chiến thắng trong đại chiến công hội lần này sao? Cậu chắc chắn là biết rõ thế lực của tư bản đứng sau thiên thủ, không chỉ trong trò chơi mà trong thế lực thế giới thực. Có lẽ liên minh của chúng ta sẽ thua cuộc, công hội chúng ta sẽ dốc hết sức xây dựng cũng sẽ bị nổ trận. Chúng ta càng phải chừa lại đường lối cho bản thân. Thật là bất ngờ làng sách vậy mà lại kết minh thành công với tầng làng nhanh tới như thế. Điều này khiến cho cái nhóm đàm phán của chúng ta lại không kịp trở tay. Cậu làng sách đó khiến cho kế hoạch của tôi cũng chệch hướng luôn rồi. À không sao đâu hội trưởng ạ. Của cậu nghiền tín với thực lực hiện tại của thiên thù, họ có hợp tác với bao nhiêu công hội đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Không, tất cả những việc khác tôi đều có thể nắm chắc. Chỉ riêng mình lần sách thì khiến tôi đáng đo. Một năm gần đây đã liên tục xuất hiện những tin tức mà tung hô lần sách nọ này. Tôi vốn là tưởng đó chỉ là chiêu trò gây chú ý mà thôi. Không ngờ hội trưởng cậu nghiền tín cũng xem trọng cậu ta đến như vậy. Tôi rất muốn biết cậu ta tài năng tới đâu. Marato, nguyên hội trưởng công hội hắc vật ám sát tô bà bản xếp hàng ám sát, để xem cậu ta có thể sống sót trước kỹ năng ám sát của tôi hay không. Cậu có thể thử xem, nhưng mà phải tách biệt về danh nghĩa công hội thiên thù. Hiện tại tôi vẫn chưa có dự định chính thức cải chiến vì họ. Nhưng bất luận như thế nào, trận chiến giữa các đại công hội sẽ sớm bùng nổ thôi. Cái gì? Hội trưởng thần lành đã đồng ý dễ dàng như thế ư? Đúng vậy. Không ngờ hội trưởng Hòa Tiếu Già của thần cát lại là người dễ chịu đến như vậy. Trước khi còn là hội trưởng tôi còn chưa dịp gặp cô ấy. Thật sự là bất ngờ. Cô hội trưởng này được đi chứ? Không hờ e sợ áp lực của thiên thủ. Không ngờ hội trưởng đồng ý lại nhanh như vậy. Sau này hai công hội chúng ta sẽ là người một nhà. Người một nhà. Anh chàng này thẳng thắn bá đạo quá đi, khiến cho người ta đỡ không nổi. À đúng thế, tôi cũng rất ngạc nhiên đấy. Còn bà phải tổ chức một buổi lớn nữa nè. Thiệp mời, có tôi mời thật nhiều người quen đến tham gia. Đúng là thành niên ngày tháng. Cảm giác thì cứ có tấm thiệp này có hơi là lạ nha. Trông giống như là việc quan trọng trước mắt là chuẩn bị cho trận chiến đối đầu với thiên thù. May mắn là không còn tốn quá nhiều thời gian để thương lượng hợp tác với thần lang. Thông báo với toàn bộ công hội tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Thì nà, kế hoạch của đội tranh ảnh có tiến hành như trước đó. Mọi chuyện giao lại cho chị sắp xếp. Rõ, tôi còn có việc phải chuẩn bị xử lý đã. Đã rõ. Tại sao hai người lại muốn đi theo vậy? Em không có việc gì làm. Chị Thiên Nà giao cho nhiệm vụ cho những người khác rồi. Hơn nữa, đây cũng là buổi lỡ giữa hai đồng minh tranh ảnh và thần lang. Em cũng muốn đến góc vui mà. Còn tí lý thì sao? Hội nhóm không việc gì à? Để chuẩn bị cho đại chiến công hội lần này, tôi giao hết việc cho mọi người khác rồi. Wow, nam chính đã tới rồi kìa, hội trưởng tranh ảnh. Sao nhiều người đến quá vậy? Hội đẹp trai chẳng trách được mà. Chủ nhân à, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, xin mời vào. Hả? Chủ nhân á? Có mỗi thần làng cũng nhiệt tình quá ha chứ. Bài trí long trọng nhỉ? Wow, nam chính đã tới rồi, chúc mừng nhé. Cảm giác bầu không khí này kỳ lạ thật đấy. Hả? Lẽ nào đây là lần sách anh đến rồi à? Là họ Tiếu Già cũng xinh quá rồi đi. Họ trưởng mặc áo cưới đẹp thật đấy. Ồ, tại sao lại mặc áo cưới tham gia buổi lễ đồng minh ta? Là sao đà cậu ngốc nghếch thế à? Vậy mà cũng không nhận ra. Này là buổi lễ kết hôn đó. Cậu là chú rể. Hôn lễ sao lại lần sách?
Chồng chưa cưới của em đợi anh lâu lắm rồi đấy. Hả? Chồng cưới hả? Chắc chắn là có gì nhầm lẫn rồi. Cô là lân xích à? Siêu năng ngoại cảm cố định. Xin lỗi nhé. Cơ thể không cử động được. Tôi phản đối hôn lễ này. Không cử động được. Cơ thể không di chuyển được. Cảm giác bị giam cầm này. Thông báo kỹ năng giam cầm hệ ngoại cảm. Cần thông qua một vật dẫn nào đó để sử dụng siêu năng cảm. Ngoài để kích hoạt kỹ năng giam cầm, duy trì 10 giây. Cơ hội trưởng đội bị thao túng bởi vật dẫn rì bằng mà tôi đã chuẩn bị trước. Không một ai có thể thoát khỏi siêu năng ngoại cảm cố định. Thì chết đi. Không được phép. Phở hỏng hôn lễ của tôi. Tại sao cô ta lại không bị ảnh hưởng bởi siêu năng ngoại cảm của mình? Hòa tiếu dạ. Đừng có mà chắn được, cút mau. Đang khuấy. Tì lừa tự à, tì lít đơn đớ, cô ta chỉ mất. Lần sách. Có hôn lễ của chúng ta thì sao? Hôn lễ kia qua gì chứ? Mình thật sự không biết cách ứng phó với phái nữ. Chạy là thường sách. Hiện tại ta thấy có mọi của chúng ta có việc quan trọng hơn còn phải giải quyết. Việc quan trọng hơn, xem trọng công việc, cố gắng là việc mà đến cuộc sống ổn định cho mình. Tình ám sát đã được mất rồi. Hội trưởng à, chỉ không sao chứ? Cố gắng làm việc vì tương lai sau này của chúng ta. Đúng là một chàng trai có trách nhiệm. Em sẽ để anh cùng nhau hoàn thành hôn lễ của chúng ta. Bởi vì lần sách chính là định mệnh của đi em. Ai lại ta phát nữa rồi, sẽ ổn cầm này chỉ dựa vào cảm tính đặt cược hết vào một mình cậu. Tên ám sát nội chạy mất rồi. Hắn ta cũng không phải dòng vừa đâu. Ba người chúng ta cũng không đuổi kịp cậu hắn ta. Không sao, cậu vẫn ổn là được. Tôi đang suy nghĩ. Có lẽ đây là một cơ hội. Hả? Cơ hội để nắm giữ quyền chủ động. Chị thì anh chắc chắn cũng biết động thái gần đây của thiền thù. Đây là những thông tin do giới mạc quần thu được. Là gần đây sao? Trước đó vẫn chỉ là nền móng, mà bây giờ lại sắp hoàn thành rồi. Chị thì anh đã xem nhẹ tài nguyên và thiền thù sở hữu rồi đấy. Nếu như đợi đến khi thành trì vốn được chuẩn bị cho trận đại chiến này qua công, thì chúng ta sẽ vô cùng bất lợi. Cho nên ý của cậu là trận đại chiến công hội. Đúng vậy. Trận đại chiến công hội này sẽ do chúng ta cho nơi khai chiến. Chúng ta phải tiền chiến trước. Trận chiến còn phải có lý do chính và chính đáng. Như thế thì mới có thể giành chứng danh nhân danh chính nghĩa. Chúng ta cũng sẽ dùng lý do gì đó để tiền chiến. Anh yên tâm đi, tôi đã có cách rồi. Hãy giết tôi đi. Sát thủ ám sát thất bại không còn lý do gì để sống. Không. Tôi không muốn. Tôi muốn nợ cậu. Muốn cậu nợ tôi một mạng. Sau này tôi muốn cậu trở thành sát thủ thuê của tôi. Quá nhiên. Tức là tôi sẽ không cắt xén tù lao của cậu đâu. Tại sao? Lệ lệnh. Cô hội trưởng. Bác sĩ là suối cách top 1 bán xếp hàng ám sát. Cơ hội trưởng công hội hắc vực ám sát. Mò tổ, nghe nói cậu vì lợi ích bán rẻ công hội cho thiền thù. Cho dù là như vậy thì đã sao chứ? Anh không còn là hội trưởng của hắc vực nữa. Chuyện này liên quan gì tới anh? Dựa vào đâu mà anh truy sát tôi? Nói thì cũng có lý lắm nhỉ. Nhưng mà tôi cũng là vì lợi ích mà thôi. Mò nhìn xem kìa, tin hót hôm nay của thiền ủng. Tin hót hôm nay sát thủ thú nhận kẻ đứng sau việc ám sát hội trưởng Trành ảnh là có mồi địa nhất. Sở tù ám sát trưởng, hội trưởng trên ảnh tiết lộ âm mưu sâu là thiền thù. Làm tục lắm. Cơ mà giá trị chi trả cho chuyện này có hơi đắt đấy. Lần này đã giảm giá cho cậu rồi, nhớ thanh toán nó một phần còn lại. Sau này muốn đợi làm tiếp chuyện này thì phải thâm tiền đó, cấp nha. Như vậy là đã có được quyền chủ động cho việc khai chiến rồi. Dư luận khắp nơi đều sẽ nghiêng về phía chúng ta. Lời thề hài thật, có thể lệnh kế hoạch cho mọi chuyện chu toàn đi như thế, đáng tin cậy lắm. Lần sách, việc còn lại chính là lựa chọn nơi có lợi cho chúng ta, chính thức tiên chiến với thiền thù. Đại chiến đã sắp diễn ra, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tất nhiên rồi.
Hội trưởng Tranh Ảnh bắt tay với Thiên Tiệt và Thần Lan, đưa ra lời tiên chiến với tiên thủ chúng ta. Thế như Thể Lợi và người trời Thiên Ổng phát động chiến dịch vì màu lớn. Trong thời gian quy định thì tất cả những người trời của Thiên Ổng sẽ phải bỏ phiếu ủng hộ hoặc là phản đối. Khi số lượng phiếu ủng hộ hơn 50%, công hội tiên chiến sẽ chấp nhận trận đấu hoặc là thua, chịu hình phạt tự ứng, ủng hộ phản đối, chấp nhận hoặc là nhận thua. Do chuyện áp sát trước đó nên danh tiếng hiện tại của Tranh Ảnh đang chiếm ưu thế. Cho dù là thế lực của chúng ta đông đảo, nhưng mà so với tất cả người chơi của toàn server thì chúng ta đã buộc mất quyền chủ động tuyên chiến. Thành trì chuẩn bị cho đại chiến công hội vẫn chưa hoàn công, chúng ta đã phải chấp nhận lời tuyên chiến. Thời gian hoàn công nhanh nhất là bao lâu? Hiện tại thì đã đầy mạnh tài nguyên, nhanh nhất thì còn thêm vài ngày. Chuyện ám sát đó mình đã tính toán vô cùng thận trọng. Lần sách làm thế nào mà lại có thể khiến cho người của mình lật mặt ta? Chết tiệt mà. Nếu như đã bị họ cướp mất cơ hội lần này, vậy thì cứ như là thiên thủ, chúng ta nhường họ một bước. Nói cho họ biết, họ chọn khai chiến tại nơi nào? Thiên thủ, chúng ta nhận lời tiên chiến với họ. Thần Lan, trái, Tranh Ảnh phải, thiên thủ trái, thiên tiệt phải. Nơi này là giao điểm của ba cộng hội chúng ta. Như vậy thì có thể đảm bảo công tác hậu cần của chúng ta có một cách hiệu quả. Hơn nữa khu vực này lại có một thành phố trung lập và giáp với biển. Có thể hạn chế tối đa thiên thủ tấn công nhiều phía. Trong trận chiến này thì chúng ta sẽ chủ yếu là giao đấu trực diện với họ. Trước đó lại có yêu cầu thiền là xây dựng cửa điểm. Hiện tại như thế nào rồi? Ở thời gian có hạn, quy mô cửa điểm thì vẫn còn rất nhỏ. Những nguồn vật chất về cơ bản đều đã được quản trị đầy đủ. Tiêu Lộ Tử, Ti Lít, Hắc Vũ đều đang canh giữ tại các nơi sẵn sàng đầy lệnh. Thưa nhưng Nà Lộ thì vẫn chưa có hồi âm. Tôi có thể hiểu, dù sao thì đối thủ lần này cũng là công hội được gia tộc cậu ấy nâng đỡ. À đằng sau đã tôi đã thăm dò được rồi, thiên thừa và vội vàng nhắn lời tuyên chiến, nên hiện tại chỉ cử một đội đến ứng chiến rút thùy. Tôi đã tận mắt chứng kiến trong lúc điều tra. Có thể xác nhận là huyết sư thì ngu. Huyết sư thì ngu à? Tôi và Lệ Kha Khả có thể ứng phó được. Cậu ở lại chỉ huy trận chiến. Không, tôi không thích đứng ở sâu ra lệnh. Trận chiến mở đầu, cứ để tôi ra tì. Hay quá. 113.